vị chiên một câu Phật hiệu này thì quý vị tự tại an lạc vô cùng. Mà lạ thay khi chiên niệm Phật rồi á nghe, tự nhiên cái lòng tham giảm, sân hận giảm, si mê giảm. Mà tất cả những thứ kia giảm thì phước nó ào đến. Mà phước nó ào đến mà đem phước là giải ra. Tại vì sao? Vì những cái tham sân si giảm thì trí tuệ sanh. Mà trí tuệ sanh càng có phước thì càng tu phước. Còn nếu như mà nó mà phước báo đến mà không có trí tuệ thì chữ phước là giữ gìn chấp phước. Mà chấp phước thì có quả tai. Chấp phước thì có quả tai. Giống như nước mà không uống như đó thì thúi nước. Có của cải mà không dùng đúng nơi đúng chỗ thì có quả tai. Quý vị để ý có rất nhiều gia đình giàu sang mà vì sao con khóa gia chi tử đến? Vì sao? Vì chúng ta chữ phước nên con khóa gia chi tử vô phá. Bây giờ quý vị coi bao nhiêu con người đang khổ đau, đang cặn mình, nhưng mình đang giữ lại quá nhiều. Bây giờ cái giữ quá nhiều này thì nó phải tải qua những đường khác. Cái tâm giữ là tâm đang lôi kéo nghiệp duyên đến. Mà cái tâm keo là nghiệp duyên của con cái đến. Để gì? Để phá. Chúng ta không dám xài, nó xài. Chúng ta không có mục tiêu xài, nó cũng không có mục tiêu xài. Nhưng nó lấy, nó xài, nó quậy cho tan nhà mất mạng, để cho chúng ta phải khổ đau vì nó. Gọi là chúng ta không biết xả phước. Từ nơi đó mà nghiệp duyên đến. Có phước mà không biết dùng đúng nơi đúng chỗ thì nghiệp duyên sẽ đến 100%. Nên câu Phật hiệu này hay lắm. Phải cần gây dựng suốt người tu tịnh độ. Vì sao bỏ tịnh độ? Chỉ đúng có một cái chỗ ưa bị cái bệnh gì? Niệm Phật vô vị mà bỏ tịnh độ. Niệm Phật vọng tưởng nhiều mà bỏ tịnh độ. Như vậy thì cái người tu tịnh độ mà không bỏ tịnh độ là ngay chỗ nào? Vô vị hay vọng tưởng mặc kệ. Bây giờ chúng ta nhớ, ngày xưa khi chúng ta chưa niệm Phật, chúng ta có nói vọng tưởng không? Không. Mình chỉ có vọng tưởng không? Đầy. Ngày xưa chúng ta chưa biết tu gì thì giống như cặp mắt chúng ta mù. Đã là mù thì không thấy gì nữa chứ. Cảnh vật xung quanh nó đang bao phủ mình, mình không thấy gì hết, mù. Nhưng khi chúng ta niệm Phật thì cặp mắt chúng ta sáng lên. Mà sáng thì thấy, thấy được những cái đúng cái sai mà chúng ta cho đó là vọng tưởng. Thì cuối cùng niệm Phật lại cho đó là vọng tưởng. Những cái thứ không phải niệm Phật là vọng tưởng. Trong khi mắt còn đang thấy mà cho là vọng tưởng, tai còn đang nghe mà cho là vọng tưởng. Muốn kêu là mắt chỉ thấy A Di Đà Phật, tai chỉ nghe A Di Đà Phật, lục căn chỉ có A Di Đà Phật, chuyện này ai làm được? Trong khi mắt chằng đang thấy cảnh chằng, tai chằng đang nghe nhĩ căn là nghe lời chằng, thân chằng đang tiếp xúc cảnh chằng, ý chằng đang tiếp xúc nhân loại chằng. Từ nơi đó quý vị kêu nó không tạp thì làm sao mà bây giờ quý vị chuyên nhất? Thân này là thân tạp mà kêu tâm hoàn toàn quy nhất, lục căn quy thành một, có Phật hiệu, quý vị dễ làm không? Phải cần có thời gian của cả cuộc đời gây dựng niệm Phật. Thì từ nơi đó mà tất cả những cái thiện và ác nó không buộc ràng được mình, chứ không phải là không có vọng. Có vọng nhưng vọng không buộc được, đó gọi là niệm Phật đắc lực. Phải nhớ kỹ là chúng ta chỉ có khả năng làm được niệm Phật đắc lực. Mà người niệm Phật đắc lực là người tín nguyện niệm Phật thành tựu rồi đó. Thành tựu rồi đó quý vị. Còn nếu như nói rằng là tâm hoàn toàn thanh tịnh và tâm tương ưng với Phật thì cái chuyện này quý vị kể như là quý vị đoạn duyên chúng sanh này. Nghe một cái là người quý vị chạy mắt dép luôn. Không có cửa nào mà tâm thanh tịnh được hết chứ. Cái tâm thanh tịnh của người tu tịnh độ là tâm gì mà gọi là thanh tịnh? Thanh tịnh là đối với tiền của mình có, mình dùng, nhưng mình không quá nặng nề là thanh tịnh đó quý vị. Đẹp thì hưởng được cái đẹp này mà mình không nặng nề với cái đẹp mà muốn giữ hoài, đó là thanh tịnh rồi đó quý vị. Còn có đồ đẹp thì bận đồ đẹp, còn có đồ cũ thì bận đồ cũ, thì là thanh tịnh rồi đó. Có nhà mới thì ở nhà mới, còn nếu không có nhà mới thì ở nhà cũ, gì được rồi đó. Có xe thì chạy xe, nếu có được xe mới thì chạy xe mới. Có xe làm sao vậy, xe làm gì là thanh tịnh rồi đó. Còn nếu như bây giờ có gì mà đòi cái khác, mong muốn, đó là không thanh tịnh. Còn có thì cứ dùng, còn mắc rồi thì thôi, gọi là thanh tịnh qua chiều hướng khả năng mình có thể làm được. Phật pháp nó phù hợp vào nhân sinh con người đang sống và đang tục, phù hợp. Nếu như Phật pháp mà nó không phù hợp vào con người hiện tại, quý vị nói ra người ta chạy hết, sao người ta tu đây?
Bây giờ giảng sanh có thượng trung hạ, chúng ta chỉ cần giảng sanh hạ phẩm là được rồi. Vì đòi hỏi chi cao? Tại vì sao? Vì bản thân mình không làm được trung phẩm, thượng phẩm, thì bây giờ chúng ta cầu hạ phẩm thôi. Mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu như vậy. Thì cái nói này bậc thượng làm không? Được luôn. Bậc trung được không? Được luôn. Bậc hạ được không? Được luôn. Như vậy thì mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Nếu như quý vị nói cho thượng căn và trung căn, còn hạ căn quý vị bỏ gì thì chúng ta tiêu. Chúng ta phần nhiều toàn là hạ căn. Hạ đến mức mà hạ luôn. Cái chữ hạ của Đức Thế Tôn ngày xưa nói á, là người chỉ có một chữ. Còn mình bây giờ cái chữ hạ nó tính thêm 9 chữ nữa là 10 chữ luôn. Quý vị hạ đến mức không tưởng tượng được rồi. Nên từ nơi đó chúng ta tệ dữ lắm. Phải nói làm sao mà chúng ta thấy mình có cơ hội kìa. Chứ toàn là dùng cái văn tự của tổ sư nguyên văn đó để cho người ta sợ. Vì sao tu đây? Trời ơi, niệm Phật tâm tương ứng với Phật. Thăng á, còn là thăng lục đạo luân hồi, thăng máu mũ hôi tanh, từ tinh cha quyết mẹ sự ô nhiễm là nhân để thành ra cái thân của mình. Mà bây giờ muốn tâm tương ưng với Phật, từ cái tâm này là vọng tưởng sanh đến cõi trần, từ tâm vọng tưởng sanh ra thân trần, vậy mà kêu tâm này tương ưng với Phật thì mới thành tựu. Quý vị có cơ hội này không? Rồi bây giờ cái tâm này loạn tưởng là do gì? Cái nghiệp duyên nó đã chiêu cảm đến cõi trần mà kêu tâm phải thanh tịnh hoàn toàn niệm Phật mới giảng sanh. Quý vị làm được không? Quý vị mà đi đến cái mức này thì không phải là cái người bình thường nữa. Mặc chúng ta là con người hoàn toàn quá bình thường mà cho lên một cái tiêu chuẩn nó không bình thường, vậy thì là thua rồi. Nhưng mà tiêu rồi thấy chưa? Đó, nên có nhiều vị lắm cứ là lấy cái văn tự nguyên văn mà đi chỉ người ta không à, mà không chịu sâu sắc xác thực vào con người đang sống hiện tại. Trời ơi, con người bây giờ thôi, cơm áo gạo tiền chúng ta không có một chút thời gian nữa. Bây giờ chúng ta đi đến chùa mà chúng ta mới ngồi gì chứ, ở nhà mà nghe pháp những đức nói chuyện có nửa tiếng. Vậy mà nghe có khi mới có 15 phút là chạy lăn xăng rồi. Quý vị coi đó phải không? Chứ đừng có nói mà cái chuyện bây giờ chúng ta phải sâu sắc vào cuộc sống nè. Cái tên này là ngoài đời từng là đi làm là kiếm cuộc sống này quá biết rồi. Còn nếu như cái tên nào mà đi tu mà chưa từng đi làm thuê làm mướn á, chưa từng sống cõi trần thì họ nói lý luận không à. Tại vì họ chưa từng đi kiếm tiền. Còn tên này nè, mười mấy năm, 20 năm đi kiếm tiền nè, lao theo trần cảnh nè, thời gian đâu mà tu. Một ngày từ sáng mở mắt ra 3 giờ đi làm, làm cho tới 7 giờ chiều mới xong, mới bị nghỉ, thời gian đâu tu. Mà con người bây giờ nó càng cực lực, cực điểm hơn. Nếu còn thì mấy đứa con và chồng vợ nữa. Quý vị coi con người ta thời gian đâu để tu đây. Nó mà kêu chúng ta mà ngồi đó. Nên bây giờ là chúng ta là gọi là tu cái gì? Tu chạy đua với thời đại. Nên phương pháp tu những đức đưa ra là phương pháp chạy đua, quý vị thấy không? A-di-đà-phật, 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 phải chạy đua không? Quý vị nói tổn khí. Phương pháp bây giờ là thời đại gì? Thời đại tổn thất. Tổn thất thì nó mới chịu tu. Phải tổn nó mới tu được. Còn quý vị tu trong cái thời cuộc này mà kêu đừng có tổn cái gì á, là nó ngủ. Nó ngủ nó còn tổn ác đạn. Lục căn hoàn toàn đóng lên hết trơn được cái gì? Thà bây giờ chúng ta cho nó tổn luôn, vậy mà tu được một chút còn ngon hơn nữa, đúng không? Ví dụ như A Di Đà Phật kèn 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 kèn, A Di Đà Phật kèn 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 kèn, đến khi nó tỉnh rồi nó niệm được câu Phật hiệu. Còn bây giờ quý vị ngồi đấy, vị Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ nó không niệm được câu đó làm sao lợi ích đấy? Mà bây giờ quý vị coi nó hút theo cái chiều hướng của nhân sinh đang chạy nhảy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì mình hước theo sao ngủ, hiểu không? Còn cái môn lễ Phật thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó niệm như vậy thì mình hút hút theo, cũng như một cái lượng sống mà nó ào 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 theo, thì làm sao bị ngủ được đây? Mà lễ Phật mà có khi nó còn ngủ kìa. Quý vị biết những đức đã từng đi coi tất cả những người lễ Phật buổi sáng kìa. Có những cô trong chùa mình, có những cụ đi vô đây tu, có những người Phật tử vô cộng tu mà họ chưa thức quen, quý vị biết rằng họ đang lễ Phật vậy đó mà khi họ xá xuống họ nằm xuống vậy mà qua hai nhịp họ mới bật người nổi. Những đức hỏi ủa vì sao mà nằm im gu, nó họ nói ngủ hai nhịp. Coi á, ngủ hai nhịp thì coi á, cái thời cuộc bây giờ con người như vậy đó.
Nó vì coi bây giờ, tại bây giờ làm sao mà tụng kinh được đây? Tụng kinh một cái là ngủ liền, trì chú cái là ngủ liền. Nên cái thời khóa tu bây giờ dành cho con người bây giờ là gì? Là thời khóa chạy nhảy, y rang cái thời cuộc con người bây giờ luôn. Vì coi phải con người bây giờ là thời cuộc cơm áo gạo tiền không? Thật sự mà nói, đối với người tu chúng ta, cái phước duyên ở trong chùa lớn quá. Mình sống, mình lo cho mọi người, cái duyên nó lớn quá, nên mọi người quy tụ đem về đưa cho mình dữ dằn gì. Chứ cuộc đời gia đình người ta mình phải hiểu chứ. Gia đình người ta chỉ có vài ba người, nó nói trời kiếm tiền không có dễ vậy ơi. Gia đình mình có hai vợ chồng, một hai đứa con, nói mà tin nhân quả hoàn toàn. Trời ơi, nó nói chứ bây giờ có một miếng gạo, một miếng tiền để lo mà. Mà đem cái đó xả hết trơn, nó nói trời trời lỡ có chuyện gì đem trong bụng mình. Mình nói nghe nghe vị ngon lắm, thầy nói ngon lắm, nhưng mà xả cũng gung lắm, biết lỡ nó có chuyện gì xảy ra hay sao. Nên mình là phàm phu, nó nói cái gì nó cũng phải biết nhìn lại mình là kẻ phàm phu. Nó nói xả xả phải hiểu chứ. Trời ơi trời, mình nói mình xả sạch nhách, lỡ có chuyện gì đây, nó quen ngược, nó đâu có thừa mình. Chồng con đâu có thừa mình đây, có chuyện xảy ra lu bu lộn xộn. Nên chúng ta là phàm phu thôi, mình biết mình là phàm phu thôi. Phật ơi, con từ từ, chừng nào con gần ra đi thì con lúc đó con giết dù. Chứ bây giờ mà lúc mà con đang sống còn ngon, còn sống gì mà Phật kêu con xả sạch nhách chân, lỡ mà có chuyện gì xảy ra nó con biết đổ thừa ai nó. Thôi con ngán quá phải không? Nên nó thôi bây giờ nói cái tiếng buông xả là buông cái gì, là buông tình chấp đi. Còn tiền bạc vật chất thì tùy khả năng mình tu phước tu duyên, khả năng mình thôi. Chứ đừng có nói thôi tôi không có dám kêu người ta kêu bán nhà bán đất, quý vị ơi. Lỡ người ta tu không được một cái, lỡ có chuyện gì thì sao? Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này bây giờ, mình thì có cái tâm mình tu thiệt đó, nhưng mà lỡ trong cái cảnh giới mình sống gì, lỡ bản thân mình nó có chuyện gì, người ta nương vào ai đây? Thì bây giờ mình cái phước duyên của mình gì thì mình lo cho người ta được, nhưng lỡ cái nghiệp duyên gì đến với mình, còn người ta nương vô ai? Còn người kế tiếp còn người ta nương được không? Quý vị, chính quý vị là kêu người ta buông xả, bây giờ quý vị không còn ở đây nữa, rồi người ta nương vô người khác, người khác nói ủa ngày xưa ông đó nói chứ phải tôi nói đâu, nó đẩy nó đá banh mà, bây giờ quý vị nó có trách nhiệm đâu. Bây giờ thí dụ như quý vị gặp một người trách nhiệm, nhưng mà cái cảnh giới xây chuyển cuộc đời họ ai biết được. Rồi bây giờ cuối cùng tới người sau nó đá banh, chứ nó đâu có nói rằng nó chịu trách nhiệm đâu. Ai mấy người mà dám ôm xô mà lo cho con người hả quý vị? Chỉ có thằng ngốc như Những Đức mới dám làm, nhìn nhận được cuộc đời vô thường mới làm đến mức này thôi. Nên Những Đức nói rằng Những Đức có tiền Những Đức làm sạch. Tại vì sao? Lỡ chết bất tử cũng xong. Cũng xong việc rồi. Nên Những Đức làm là do Những Đức biết. Với biết với Những Đức là một con thanh niên từ xưa tới giờ lang bạc quá, Những Đức đâu có sợ. Đâu có sợ gì đâu. Với Những Đức là người siêng năng. Những Đức cứ nghĩ rằng mình ăn chay ngày có nhiêu tiền đâu mà Những Đức sợ. Những Đức có sợ. Nên đối với Những Đức là một con người, tội quý vị biết rằng cái ăn cái ngủ của Những Đức nó dễ lắm. Ăn đâu cũng được, nằm đâu cũng được, ngủ đâu cũng được, dễ lắm. Nên Những Đức là quý vị biết từ xưa tới giờ nó luyện quen rồi đó. Nên từ nơi đó mà mình phải nhận thức cho sâu sắc, thấy không? Chứ nó nói chứ tu hành thì phải hiểu định lực nhân quả, nhưng mà nó phải đi chậm. Đi chậm chậm vẫn là chắc hơn. Đi một chút thấy một chút. Chứ bây giờ chúng ta chạy nhanh đó, khi chúng ta cũng không thấy rõ được nữa. Thôi chúng ta đi chậm chậm, bước đường bước thì chúng ta thấy đường bước. Rồi tuy là chúng ta bước chậm nhưng mà chúng ta bước hoài, rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu thôi. Khi hiểu rồi tâm trạng mình thoải mái lắm. Hiểu rồi thoải mái lắm. Như Những Đức bây giờ tu mười mấy năm, thật sự mà nói có khi cũng hiểu đó. Nhưng mà có khi trong cái chằng cảnh này nó quay mình, có khi mình cũng mê nữa. Có những lúc quý vị thấy Những Đức giảng pháp, có những câu Những Đức nói nó mê mà, bực bội á, là mê rồi đó. Nhưng mà một ngày hai ngày vậy đó, nó trở lại trạng thái tự tại lại. Thấy quý vị thấy không, con người mình sống trong cái cõi đời này có lúc mê, có lúc tỉnh, có lúc tối, có lúc sáng, tùm lum nó quay quằn trong đây nè. Hôm đây nè, ta bao nhiêu công việc mà Những Đức có khi mà ngày nào cũng vui đó, nhưng mà có những lúc mà nó bị quay vòng vòng quá, Những Đức còn thấy bực mình nữa mà. Trong cái việc làm mình nghĩ mình làm tốt, mình làm thiện, nhưng mà cứ trở ngại hoài, có khi cũng bực bội ghê luôn. Nên nó tức lên cái suy nghĩ là trời ơi, mày làm thiện nè, nó phải cản trở chứ. Đức Phật mà nó còn cản trở không chi mày. Mày tào lao quá, buông xuống mày ơi. Thì lúc đó găng nhắc mình cái tỉnh liền. Còn nếu mà cái lúc mà nó chưa găng được câu đó, nó bực bội nha. Nó đó là mê rồi đó, hiểu không? Mà cái niệm mê đó nó không được nhiều là do mình có tu, nó mới không nhiều. Chứ nếu mà nó không tu đi, nó mê nó kéo luôn á. Nó làm cho mình kéo dài thời gian của cái mê.
Nên con người tu chúng ta đó, càng tu thì mê càng ít thì là đúng, chứ không phải là không mê. Còn ở cõi trần là sao không mê? Càng tu thì mê càng ít. Còn nếu mà càng tu thì mê còn nhiều là do gì? Người ta gông theo mê, người ta không có cầu giải thoát nên người ta mê nhiều. Quý vị thấy trong cái cuộc đời này có những người ta tu nhiều chục năm mà cái mê người ta càng nặng thêm. Thí dụ như người ta bỏ gia đình là nói xuất gia, nhưng thật sự người ta nắm cái gia trong chùa nó còn lớn hơn cái gia ở nhà người ta nữa. Bây giờ nhiều người như chúng ta, như bản thân những đức đi tu nè, những đức có cái gì mà nói là buông xả đi tu, có gì chứ á. Khi những đức đi tu là những đức còn cắt não chứ á. Giống như cái gì cần dùng những đức dùng ngoài đời những đức dùng hết trơn à. Rồi cuối cùng những đức còn cái thân hình còi cọc đi tu, mình vậy mà nói buông xả thời gian để mà cầu đạo giải thoát. Tôi nói tôi thấy rồi, tôi thấy tôi là cái dạng mà gọi là không làm cái trò gì nữa. Rồi cuối cùng gọi là bất đắc chí, nó không có còn phương hướng nữa. Giống như thấy cuộc đời mình là thấy không lên nổi. Rồi cuối cùng mà thôi chọn con đường đi tu phước cho rồi luôn. Chứ nếu mà tôi ngoài đời mà tôi mà có vợ đẹp, có nhà cao cửa rộng, đố mà tôi đi tu. Nên chúng ta phải khâm phục Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc đại giác ngộ thì hiện đến thế gian rõ ràng. Còn mình đâu phải là ngài đâu. Ngày xưa người ta đi tu đệ tử của Đức Thế Tôn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên toàn là những bậc trưởng giả giàu sang không. Nhiều vị toàn đệ tử Đức Phật, toàn là bậc cao siêu không, phi phàm không mà đi tu, nên gọi là chánh pháp. Thời Tượng Pháp cũng còn những bậc phi phàm đi tu như ngài Hư Văn đồ, thấy không, cứ hai người vợ lượt vậy mà đêm động phòng vẫn không động phòng với vợ. Trời ơi, tôi chỉ cần có một con thôi tôi cũng động nữa. Đừng nói chỉ hai con. Quý vị thấy không? Thấy là thờ tượng pháp là cũng có, thờ mạt pháp như mình, quý vị biết là bắt đắc chí. Có người không còn chí hướng nữa, hư hỏng đến mức tệ bạc, tệ lậu luôn, lúc đó đi tu nên gọi là mạt pháp. Có nhiều người nói rằng rồi coi tôi đi xuất gia tu hành từ nhỏ, buông xả tới gian, có biết cái gì đâu mà buông xả. Được cái duyên được từ nhỏ đi tu sớm, đó là cái duyên hướng đến Phật pháp sớm. Chứ ngoài ra chưa có cầm trần cảnh sao buông? Chưa biết cái gì trần cảnh sao buông đây? Nó còn những đức là cái dạng không phải buông mà cái dạng ăn chơi đã rồi đi tu. Nó ăn chơi te tu hết trơn rồi đi tu. Có nghĩa là biết hết rồi. Rồi thấy cuộc đời của người mình nhìn có góc độ một chút là gì? Thấy không có tương lai, phát triển được xã hội rồi. Có cố gắng không được gì nữa. Mà thấy Phật pháp thì được, tự nhiên nhìn ra Phật pháp có thể phát triển về cuộc đời mình được. Nên cuối cùng buông bỏ thế gian bên ngoài là không có tiền bạc gì hết, là không có đi chơi gì hết, rồi đi tu. Rồi bắt đầu là 29 tuổi đi vô chùa tu. Vậy thôi. Chứ ngoài ra thì không có gì đặc biệt hay ho cả. Nó thật ra là không có gì hay ho hết trơn á. Rồi đi vô chùa thì thấy là cái việc làm nuôi người già, nghĩ ra được việc làm nuôi người già là ý nghĩa của cuộc đời. Thấy tương lai mình cũng già nên mình thương người già là đúng rồi. Rồi tự nhiên là hướng dẫn trẻ em thì thấy rằng ô trẻ em cần được dạy, vì cuộc đời mình thiếu dạy nè. Nên cuối cùng mình phải hư tới 29 tuổi nè. Nên trẻ em cần được dạy để con đường của trẻ em nó đi đúng đường đúng lối. Như vậy là trẻ em cần được dạy là nguyên lý này đúng rồi. Vậy thì cả đời làm tốt đẹp có phước, tuổi già phải được nuôi, vậy là người già được nuôi là đúng rồi. Vậy thì hai việc, một là gì? Giáo dục trẻ em, hai là nuôi dưỡng người già. Việc này quá tuyệt vời, thấy không? Nhìn ra, khi nhìn ra rồi thì chăng thật là vậy thôi. Có nghĩa là đi một bước, thấy một bước, đi một bước, thấy một bước, đi một bước, thấy một bước, thấy rõ rồi, thích là vậy thôi. Có nghĩa là căn tính được bổ túc từ từ, từ từ, từ từ trong ngôi Tam Bảo. Và bây giờ gần 14 năm ở trong chùa. Nó được con cái là mấy cái nè quý vị. Ngoài đời ngồi quán cà phê nhiều quá, tự nhiên vô chùa cạo đầu rồi ngồi quán cà phê thì thấy sao mình không giống ai. Cái có quan niệm như vậy thôi. Thật sự mà nói, quan niệm của những đức là như vậy. Khi đi một chiếc xe hơi chạy bên ngoài thì đội nón kết. Nguyên lý không phải cái gì, tự nhiên sao đội nón kết chi vậy? Vì mắc cỡ mà đội nón kết thôi. Nó rõ ra là mắc cỡ đội nón kết. Phải chi mình ngoài đời á, mình đi làm á, mà mình có tiền thì mình đưa cái mặt mình ra mình chạy xe hơi. Còn cái này mình ở trong chùa biết rằng mình cũng phục vụ đại chúng, mình cũng phải có phước nó mới có của. Chứ không có phước ai đưa đây, ai mà cũng dường đây. Thì có duyên có phước, nhưng mà cái quan niệm của nhiều người thì ta nghĩ thầy chùa mà đi xe hơi không à. Chứ không có biết đây là một cái phương tiện để mà sử dụng trong cái cuộc đời này thôi. Tùy ai nói gì nói. Nhưng mà bạc cái mặn mặt mình nó cũng cảm thấy mắc cỡ. Tại vì sao? Vì mình là người xuất gia mà đi xe hơi nên thấy vậy, đội nó kết lên để giả dạng mình là cư sĩ luôn. Nên đi xe lúc nào cũng đội nó kết chứ. Nó thật cho quý vị nghe đó.
Nó thật sự đó quý vị thấy không, cái gì nó cũng có cái khổ của nó chứ nha. Tuy là lương tâm mình vẫn biết sự việc của cuộc đời nó là như vậy, nhưng mà thôi, người ta thì không hiểu thì mình chánh phước cho rồi, để người ta vừa nhìn thấy mình ta đánh giá nghe, người ta cũng mang tội. Chứ thật sự thì những đức mười mấy năm nay, những đức phục vụ chúng sanh, những đức làm như vậy, những đức mới có phước. Chứ không có phước cái tan người ta cũng không đưa nữa, chứ đừng nói là có. Giờ một ngày những đức giảng pháp bao nhiêu ngàn người ta nghe, lợi ích bao nhiêu mà nói, thì vì biết cái phước đó lớn cỡ nào chưa. Nhưng mà ai mà hiểu điều này, người ta chỉ nhìn là người xuất gia mà như vậy, thì thôi mình đi ra đường mình đội cái nón đại luôn đi, để cho người ta nghĩ cư sĩ chạy xe luôn đi. Từ nơi đó người ta không đánh giá mình, nên những đức mới đội cái nón như vậy đó quý vị. Nói cho quý vị nghe những cái việc những đức làm thì nó rõ đó. Rồi quý vị biết rằng mình là người tu, nó có nhiều cái á, nó không phù hợp. Ví dụ như bây giờ mình ngày xưa để tóc bằng đồ đời, mình ngồi quán cà phê Nhịp Chân, đây là cái trò này là thôi những đức là cái như là thôi quá đáng rồi. Nó ngồi thâu thêm suốt sáng luôn á, loại quán gì cũng ngồi qua rồi. Bây giờ cạo cái đầu này mà ra quán cà phê ngồi thì thấy nó không có được. Còn ngày xưa thì đi thì có chùm có đeo đi theo đi chơi. Bây giờ mình đi xuất gia rồi, tự nhiên mình dẫn nguyên một phái nữ đi đầu này đầu kia, hoặc chỗ này chỗ nọ mà gọi đi tham quan đầu này đầu kia, đi chơi du lịch, thì những đứa không làm được. Bản thân những đứa hồi xưa giờ đi tu chưa bao giờ dẫn ai mà đi du lịch, chỉ có dẫn người trong chùa mình, chùa này qua chùa kia về chùa này qua chùa kia về chùa này. Còn mấy cháu nhỏ hay mấy cô đi siêu thị mua đồ là những đức chở đến đó, xong những đức ngồi trên xe, những đức niệm Phật. Còn họ vô mua gì mua, họ ra những đức chở về, chỉ có vậy thôi đó. Rất là rõ ràng, quý vị thấy Phật Pháp những đức nói không? Phật Pháp nói là cái gì? Là cái lý luận của cuộc sống thường ngày luôn. Lý luận của cuộc sống thường ngày. Nên hơn 13 năm nay, gần 14 năm những đức chưa từng ngồi quán cà phê một lần nào chứ. Từ khi đi tu tới giờ là những đức ngưng quán cà phê luôn, không ra ngồi một lần nào luôn. Chưa từng ra quán cà phê ngồi uống dù chỉ một lần. Việc này những đức đi tu hai ngôi chùa, chưa một vị thầy nào cản những đức chỗ này chứ. Nhưng tự lương tâm những đức thấy việc này làm không được, nên những đức không làm thôi. Đó là tự mình thấy coi không được thì không làm đó. Rồi thêm cái nữa quý vị biết rằng, vì sao mà những đức không bao giờ đi nhận cúng chay tăng? Nó có nguyên lý của nó này quý vị. Vì những đức thấy rằng khi những đức nấu đồ ăn cúng chay tăng, những đức biết nấu quá cực. Những đức bố trí cho một nhân sự nấu đồ cúng chay tăng, quý vị biết rằng người ta làm suốt mấy ngày để chuẩn bị trang trí đủ thứ loại, nó cực, vô cùng cực. Mình nghĩ mình bây giờ làm được cái gì đây, mình làm được cái gì mà mình đi đến đó mình ngồi xuống mình ăn, người ta dọn ra mình ăn xong rồi mình nhận tiền mình đi về. Như vậy thì mình nghĩ rằng người xuất gia mình làm được cái gì trong cuộc đời này mà mình nhận như vậy, mà bỏ công quá nhiều, trong khi chỉ cần nấu đơn giản ăn là được rồi, mà bài bố ra một cái sự trang trọng vô cùng. Rồi mình ăn cái mình cầm tiền mình về, mình bỏ là một ề đó cho hàng cư sĩ, người ta đã dọn dẹp, người ta rửa ráy cả ngày này qua ngày nọ, người ta lau dọn để người ta sắp xếp vô. Quý vị biết một chương trình cúng chay tăng, những đức làm, những đức thấy rõ ràng cái cực của người ta. Đây là sâu sắc nhất nè. Bất cứ làm cái gì cũng gần gũi và sắp xếp bố trí nè. Nên thấy như vậy mà thấy thôi, cái việc này thôi, mình đã có cuộc sống rồi thì thôi. Từ khi mình ở một ngôi chùa mà bây giờ phải chịu thôi. Mình ở ngôi chùa mà bây giờ thầy chủ trì không lo cho mình gì cả, bản thân mình phải tự lo cuộc sống, như mình còn ăn cơm, mình còn bận đồ, mình còn đi xe, thì bắt buộc quý vị phải nhận thôi. Chứ ngoài ra nếu mà có người lo thì mình cũng có nhận làm cái gì quý vị à. Thật sự mà nói, có người lo cho cơm ăn áo bận. Nên những đức khi đi tu đầu tiên ngôi chùa thì thấy cũng cái duyên đặc biệt, nên lấy cái tư tưởng đó hoàn toàn những đức áp dụng vô chùa mình. Chùa mình là tất cả quý thầy, quý chú, quý cô đi vô đây tu là một đại gia đình, họ không cần phải lo một cái gì cả. Từ đồ đạc những đức chỉ cần thấy lâu lâu đồ bằng cũ, họ khỏi cần xin. Những đức thấy đồ mà cũ nhăn cái là những đức hỏi, là bắt đầu là những đức mua đồ. Rồi nửa tháng hay là không nửa năm hay là mấy tháng gì đó thì những đức mua một lọt đồ, những đức phát hết trơn cho đại chúng trong chùa. Nên tất cả đại chúng trong chùa không có ai thiếu thốn gì. Còn ăn uống thì những đức xây dòng suốt, biết người ta ghiền cà phê nên mỗi tuần nào cũng pha cà phê cho ngàn người uống. Cứ từng uống một lần rồi nước như này nước kia thay đổi hoài trong một tuần. Thì từ nơi đó, từ cái ăn, cái ở, cái sống nó đầy đủ hết trơn à. Vậy thì con người ở đây đi xin tiền chi nữa giờ, họ không cần phải xin tiền gì nữa cả. Nên những đức đã thấy ra mình đi tu mà mình cũng cầu như vậy, được như vậy rồi, thì thôi mình cũng làm việc này cho cái người người ta đi vô chùa tu với mình. Nên những đức đã làm được cái việc này đối với chúng trong chùa, chứ không phải là chùa nào cũng gì đâu quý vị à. Người ta không có quan tâm lo cho quý vị đâu. Quý vị có nhiều thì quý vị ăn nhiều, quý vị ít thì quý vị ăn ít, quý vị không có thì quý vị đi xin tiền cha mẹ ở nhà. Đó là chuyện của quý vị thôi, chứ người ta không có lo.
Nó nên từ đó những đức giảng thích cái chuyện là ở trong chùa nó phải có sự đoàn kết, cái thương yêu của tình người đến với con người. Những đức nói thật chứ tôi đi tu thì đi tu, tôi nói là cái tình cảm con người tôi giảng thích. Tôi giảng thích chứ tôi có nói cái chuyện bu xả chuyện đó. Giữa tình con người đến với con người tôi thích gần gũi. Tôi thích con người, thương con người, tôi thích như vậy thôi. Nó nên thứ bảy tuần này nè chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị nè. Kỳ này chương trình khiếm thị rất là đông. Những đức kêu gọi luôn cái người nghèo á. Người ta thuê xe cho người nghèo luôn á. Thuê xe cho cái người nghèo mà quê hương mình có những người mà nghèo quá mà người ta lam lũ làm ăn này kia, rủ người ta đi luôn đi. Kệ, có những người đó người ta chưa từng nghe được Phật pháp luôn, cho người ta đi luôn đi. Ví dụ như ngày đó người ta làm được 300 ngàn, bây giờ đi đến đây được 500-600 ngàn cũng ngon, mà được nghe pháp nữa quý vị. Hiểu không? Nó, rồi ngày đó đó chương trình khiếm thị cũng có một cái góc độ sâu sắc lắm đó. Nó, quý thầy quý sư cô đủ duyên đến dự luôn, chúng ta gom về một hướng luôn để coi nhân sinh con người luôn. Nhìn đi, bao nhiêu con người khổ đau trong cái cuộc đời này, nó thấy đi, nhìn đi. Để rồi tu không tu gì thì tùy quý vị. Nó cuộc đời con người quý vị thấy không? Dù chúng ta có nghèo khổ cỡ nào nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn bao nhiêu con người kia. Trời ơi, mù cả hai cặp mắt mà què luôn hai cái chân. Có những người hai con mắt mù như chú Tường Văn, hai cái tay cụt. Quý vị coi cuộc đời con người như vậy cũng phải lê lết mà sống. Có khi người ta cũng nở nụ cười, mình có gì mà không cười? Cười lên cái coi. Từ nơi đó rồi. Trời, mình không có cái gì mà mình phải buồn hết trơn á. Sống cuộc đời này nó khổ quá rồi, mà buồn nữa thì chết đi. Sống làm chi cho uổng cơm chặt đất. Cái người mà buồn mỗi ngày mà khóc lóc mà than thân trách phận á, đi chết đi. Sống làm chi? Trời, cái cuộc đời này á, đã là Phật nói khổ không thế nào nói hết, mày bị đi khổ làm chi? Phật đã nói là khổ, mình đừng có khổ. Phải chi mà Phật nói, Đức Thích Ca Mâu Ni nói cái cõi này vui không thế nào nói hết. Thì cái này mình nói, ủa sao Ngài nói vui mà sao khổ dữ à? Mà Ngài nói rõ ràng là khổ. Nó là khổ, thì mình biết nó là khổ rồi, đừng khổ nữa. Mày muốn cái gì đó mày muốn đi, tao không khổ nữa. Nó bây giờ nghèo cũng nghèo rồi, than chi người ta cũng đâu có cho. Đúng không? Thấy chưa? Trời ơi, mình nghèo nó cũng nghèo rồi, mình cứ đi xin người ta, ta cũng không cho nó, mình phải làm mới có ăn. Đúng không? Rồi bây giờ mình bị người ta giật tiền rồi thì cũng giật rồi. Nó giật tiền rồi, nó nói ngon, nó ngọt với mình đưa tiền cái nói xong nó không trả, nó giật mất tiêu, nó chạy mất tiêu à. Người ta hỏi han, ủa thằng đó con đó mượn tiền em nó có trả chưa? Nó giật mất tiêu, đi mất tiêu. Nó, ủa sao chị thấy em tỉnh queo rồi? Đi không tỉnh thì làm gì? Không tỉnh không lẽ cắn lưỡi hả? Mất tiền thì cũng mất rồi chứ, thì thôi. Kệ, mất rồi thì thôi. Cái chuyện bây giờ có khóc đi chăng nữa nó cũng đâu có trả mình đâu mà sợ. Có khóc đi chăng nữa nó cũng không có cho mình lại, thì thôi đừng có khóc, đừng có buồn, nghỉ. Người tu hơn nhau chỉ là cái góc độ. Cái góc độ á. Còn thí dụ như giờ thanh niên ngồi đây đi thì mình yêu một cô gái nào đó, trời ơi nó hứa hẹn với mình còn hơn cái gì nữa. Nó mình nói với nó thôi, bây giờ nhà anh cũng nghèo, anh cố gắng làm năm nay đi, anh để dành tiền mua vài chỉ vàng rồi anh đến gia đình em hỏi cưới em. Nó cũng hứa với mình ngon lành, mình làm muốn chết luôn á. Sắp sửa tới cuối năm rồi là được số tiền mà để dành dụm, cái mình nghe tin nó lên xe hoa về nhà chồng đi theo thằng khác. Mình nghe cái nguồn tin là nó đi theo thằng khác rồi thì mình nghe vậy mình nói thôi vậy thì thôi, em đi theo thằng khác thì anh kiếm nhỏ khác, chứ bây giờ em bỏ anh không lẽ anh đi khóc làm gì? Khóc em cũng đâu có đi theo anh lại, đúng không? Từ cái góc độ con người sống trong cái cuộc đời này là nhìn ra, nhìn ra tất cả những việc gì mà nó đang trở ngại thì nhìn ra rồi mình mở ra, cỡ mở ra. Giống như cái sợi dây này mình buộc thì mình mở ra. Nó giống như bây giờ mình nói là anh cố gắng để mà anh cưới em thì đó là mình buộc lại. Mình buộc lại nó bỏ mình, rồi bây giờ mình không buộc nữa thì mình mở ra, mình đi. Vậy là thôi, sự việc của cuộc đời này nó không phải là khó giải quyết, mà do chúng ta bị nó buộc cứng vào đó, và mình cũng muốn dính vào đó luôn nên mình mở ra không được thôi. Chứ thật sự thì nó bước vào và bước ra, cái chuyện này là nó bình thường thôi, nó không có gì mà khó cả. Hiểu được cái thân này nè, cái thân này nó đến với mình nè, rồi một ngày nào nó cũng bỏ mình nè. Còn tất cả cái bên ngoài thì không có cái gì mà nó được ở bên mình cả. Thân này của mình còn bỏ mình, không chỉ là cái bên ngoài làm sao ở bên mình.
Hiểu được nguyên lý này rồi thì chúng ta không có khổ với những cái được vào mắt ở trong cái cuộc đời này. Hiểu không? Hiểu như vậy thì tự tại lắm. Như vậy thì trong tâm mình muốn được hiểu như vậy thì làm sao? Thì chúng ta phải thường ngày nhắc mình cái chữ giác. Chữ giác bằng cách nào? A-di-đà-phật. Đó. Chữ A-di-đà-phật là vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác. Cứ niệm hoài. Ban đầu thì niệm cũng mê hoặc điên đảo, nhưng niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, lâu ngày nó hiểu ra. Lâu ngày nó hiểu thiệt đó, chứ không giỡn đâu quý vị. Đó, nên nhiều cái những đức chia sẻ cho quý vị nghe toàn là cái cuộc sống mà những đức áp dụng không đó. Thường ngày áp dụng không á, không có gì cao siêu cả. Nó không có cái gì mà văn tự của xa xưa hết trơn á. Nó hoàn toàn là nay luôn. Nó và văn tự hoàn toàn sống động. Nó quý vị nhớ nghe. Những đoạn này là những đoạn quan trọng. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báo suốt trăm năm. Câu này từ Phật, từ Tổ nói không có sai đâu. Không có sai đâu. Bây giờ quý vị bố thí cho người ta ăn cỡ nào đi chăng nữa cũng là cái ăn để nuôi thân giả tạm. Còn quý vị bố thí cho người ta một câu A Di Đà Phật là nó gieo chủng tử để làm Phật về tương lai. Nên cái bảy báo bố thí không bằng dạy niệm một câu Phật hiệu đúng rồi. Vì chủng tử của bố thí vẫn có bố thí. Chủng tử của niệm Phật thì phải niệm Phật. Nhưng niệm Phật thì thành Phật, còn bố thí không thành Phật. Bố thí thì không thành Phật. Từ nơi đó bố thí có làm hay không? Làm. Bố thí để dạy người ta niệm Phật là đúng rồi. Vừa bố thí và dạy niệm Phật thì mới là tu phước và tu huệ song tu. Nên chúng ta rủ người khiếm thị, người nghèo về để chúng ta bố thí. Bố thí xong chúng ta dạy niệm Phật. Nên họ niệm Phật từ lúc 7 giờ rưỡi niệm cho tới gần 9 giờ. Đó là họ niệm Phật. Khi những đức lên chia sẻ là chia sẻ về niệm Phật, nói nhân quả cho họ nghe. Thì trong tài thí có, trong pháp thí có. Thì cái chương trình khiếm thị này quý vị đi đến là quá tuyệt rồi. Cái chương trình này nó không phải tặng quà không đi về, mà chương trình này là chương trình gì? Chương trình tu phước huệ song tu. Đó. Thí dụ như bây giờ quý vị không có một cách nào đi đến dự chương trình này được không? Quý vị dẫn đến tu phước huệ song tu luôn. Một người mù đang đi, nắm tay dẫn họ vô chánh điện, sắp cho họ ngồi. Chúng ta đi đến đây nghe pháp, cùng với họ nghe pháp. Dẫn họ đi là tu phước, nghe pháp là tu huệ, dẫn là tu phước huệ. Có tiền thì tặng cho họ cũng là tu phước. Không có tiền, dẫn họ đi cũng là tu phước. Từ nơi đó quý vị phải nhớ rằng là cái chương trình kiếm thị của chùa mình là một cái chương trình đặc biệt. Vì sao? Nó hoàn toàn sạch sẽ. Không bao giờ có cái chuyện mà suy nghĩ, tính toán so đo trong đó. Riêng nhận đức là cái chương trình khiếm thị này nhất định nhận đức sẽ làm tới cùng, từ khi không còn duyên thì thôi. Tại vì sao? Nhận đức đã nhìn ra đến cái thế gian này mà không tu phước thì uổng quá. Đức Thích Ca Mâu Ni mà có một đời của ngài mà ngài bố thí sạch luôn mà cho quý vị biết đó. Bố thí vợ con bố thí sạch luôn mà. Bây giờ đời này của chúng ta hiểu được một chút rồi, chúng ta có mà không làm thì uổng quá. Mà những đức thì không có gì chứ, người ta đưa những đức làm luôn. Đúng là cũng đặc biệt ghê, không? Gặp ngoài đời ai đưa cho mình. Vậy mà trong chùa mình làm, nhiều người đưa cho mình làm luôn. Làm tới bờ tới bến luôn. Mà đủ duyên vô cùng, nào là người què hoặc người mù, người nghèo, dẫn về ào ào người ta lại chịu gì. Quý vị nhớ nghe, có duyên mới cho đồ được. Không có duyên rồi có đồ cho người ta cũng dám lấy nữa. Quý vị là người bình thường mà nếu không đủ duyên vì cầm đồ cho người ta bắt tử thì ai lấy? Họ sợ quý vị bỏ bùa. Nó kỳ cục như vậy đó trời. Chứ không phải cái chuyện mà có đồ cho dễ đâu. Còn quý vị mà đưa đồ như thế cho quý vị thấy à, từ xưa tới giờ luôn á. Những đức có nghĩa là bất cứ những đức có cái gì những đức tặng rất là mau. Bất cứ cái gì những đức tặng rất là mau. Vì sao? Nó phải có duyên với con người ta tặng nó mới mau được. Không có duyên tặng mới được. Khi hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị phải biết rằng phải cố gắng tu phước tu duyên. Nên những đức nói một câu Phật hiệu này tu phước duyên đặc biệt lắm. Bữa nay máy niệm Phật này nó mới về 12.000 cái á. Quý vị biết rằng bà cụ Sáu bà thành tụi, quý vị nhìn bà đeo cái máy ngay lỗ tai chưa? Nó cái câu chuyện mà ngồi mà kêu con mà cụ Sáu ngồi lại để mà chính nó nói mẹ nó là nêu giờ giấc của bà giảng sanh, nói với con rõ ràng luôn.
Rồi mấy cô mà chăm bà nói rõ ràng mấy mấy cô chăm luôn. Ghê không? Bà thành tựu đặc biệt thù thắng, có nghĩa là biết ngày giờ giảng sanh luôn. Một người già đi vô chùa tu mới có hơn 3 năm niệm Phật, 80 mấy tuổi tỉnh veo, đi nhẹ nhàng, đi tự tại luôn. Đeo cái máy niệm Phật ngay cái lỗ tai luôn, cái máy này nè. Thì biết rằng cái máy nhỏ này nó tiện lợi vô cùng. Phải chiếc máy này vì để cho người được không? Nếu bây giờ chiếc máy nó bự gì sao quý vị để? Nó không để được. Cái máy bự gì để không được. Làm gì cũng khó nữa. Nó, còn cái máy nhỏ xíu này quý vị coi, đeo vô cổ bỏ vào người dễ vô cùng luôn. Bỏ túi cũng dễ nữa. Nhưng mà cái điều niệm Phật của nó quý vị đi đến đâu người ta cũng nghe nha. Quý vị đi vô trong chợ đi, quý vị đi một vòng đi, quý vị độ bao nhiêu con người chưa? Một điều niệm Phật đi vô một vòng trong chợ tôi độ bao nhiêu con người. Lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật này trên cổ mình, đeo suốt. Cứ lúc nào cũng thường để cái máy niệm Phật này bên người của mình. Để chi? Để nhắc mình niệm Phật. Nó, khi quý vị tặng cho người ta một chiếc máy niệm Phật phải nói cái công hiệu đặc biệt. Cái công hiệu nó tuyệt vời lắm. Trời ơi, quý vị biết rằng quý vị mà đeo cái máy niệm Phật đó, nghe có khi đang nghe câu Phật hiệu, đang niệm Phật gì đó, mình đang chạy xe, tự nhiên người ta lạng vô xe mình, tự nhiên mình lách nhẹ nghe cái qua. Vì sao? Cái công đức niệm Phật nó chuyển nghiệp. Cái công đức nó chuyển nghiệp. Rồi thêm một cái nữa, quý vị biết Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng là mỗi một người chúng ta quan gia trái chủ á, mà đi theo mình cả một đoạn đường, vậy thì mình đeo máy niệm Phật để cho ai nghe luôn. Mình nghe, quan gia trái chủ nghe, mình quan hỷ, quan gia trái chủ quan hỷ. Mà khi cái câu Phật hiệu này nó phát lên thì quang minh phổ chiếu, mà quang minh phổ chiếu thì mình an lạc, quan gia trái chủ cũng an lạc. Mình tự tại, quan gia trái chủ cũng tự tại. Mình không giận trách người, quan gia trái chủ cũng không giận trách người. Nên từ nơi đó mỗi một con người chúng ta, cái máy niệm Phật này để thường xuyên bên cạnh. Đây là một phương tiện khoa học tự tại đặc biệt. Để làm chi? Để giúp chúng ta tu hành trong cái thời cuộc này. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây nói chuyện Phật Pháp gì, khắp nơi nơi người ta cũng nghe được. Hoặc là ngày nào những đứa cũng chia sẻ Phật Pháp hai thờ. Quý vị dù ở xa cỡ nào cứ bấm lên cái tên Thầy Thích Nhận Đức là ra một vàn buổi nói chuyện đó, nghe đó. Rồi hoặc là bấm vô cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ thì bắt đầu là mình đăng ký cái trang đó, ngày nào cũng nghe hai buổi. Dù là không ở chùa nhưng ngày nào những đứa cũng giảng hai buổi. Cứ nghe vậy đi, rồi nó cỡ mở tâm tư, những đứa gặp bao nhiêu người. Ngày nào cũng nghe điều rang mà mình gặp người đó cái mình thấy vừa gặp mặt khỏi cần nói tiếng nào cũng biết người này niệm Phật. Nhìn cái mặt là biết niệm Phật liền. Nó ngộ ghê chứ vị biết á, đừng có nói giả, đừng có công đi. Cái người mà không niệm Phật mà quý vị đến vị nói vị thích niệm Phật á, đố mấy vị mà qua mặt được cái người niệm Phật á. Vì giữa cái người niệm Phật với người niệm Phật nó cùng một cái tần số câu thông. Cùng một cái tần số câu thông. Trong 6 7 người, 7 8 người quý vị biết rằng á, ngồi chung như vậy, cái người niệm Phật họ ngồi chung với quý vị trong 10 người 20 người, họ nhìn nhẹ cái thôi, họ biết cái người nào là người không thích họ rồi. Cái người nào là người chưa niệm Phật người ta cũng biết rồi. Cho quý vị biết, quý vị chỉ cần là người niệm Phật thôi, vừa gặp nhau cái thôi là biết rồi là người niệm Phật rồi. Tại vì nó cùng một tần số, nó tự nhiên giao cảm liền vậy đó. Phàm phu nè mà còn giao cảm được nè. Không chi là bổ nguyện Di Đà đưa lên mà quý vị niệm mà không giao cảm. Quý vị nghĩ có đúng không? Đối với bổ nguyện Di Đà, bị cho rằng niệm một cái là cảm ứng liền. Từ nơi đó nếu như chúng ta thường niệm Phật làm gì không cảm ứng với Phật. Phàm phu đây mà quý vị chỉ cần từ xa nghe những đức vị niệm Phật thôi. Vậy đó mà vừa gặp nhau là biết liền vậy đó. Biết là văn này là văn niệm Phật liền, không nói dòng do chứ. Mà cái văn niệm Phật dù ở phương xa nào đến đi chăng nữa, mà đã là thật sự niệm Phật thì vừa gặp cái là tay bắt mặt mừng, nó vui còn hơn ngày hội nữa. Còn mà văn mà không niệm Phật đi, gặp nhau một cái là tự nhiên lách đi mất tiêu. Đây là 100% luôn chứ quý vị biết. Quý vị muốn gặp người niệm Phật thì quý vị phải niệm Phật. Quý vị muốn gặp ai với Đà Phật thì quý vị phải niệm Phật. Muốn gặp người niệm Phật thì mình niệm Phật. Muốn gặp ai với Đà Phật thì phải niệm Phật. Đó là cảm ứng đạo giao 100% luôn. Đây là thấy rõ ràng luôn á mà. Nó nên từ nơi đó mà người học đạo chúng ta là gì? Học Phật là học cái gì? Học có tình có nghĩa. Học đạo là học cái gì? Học có tình có nghĩa. Chứ quý vị đừng có nói học đạo bu xả viết là không tình không nghĩa nghe. Học viết mà không tình không nghĩa thì thua rồi.
Học đạo là học cái gì? Học có tình có nghĩa. Càng học đạo thì càng có tình có nghĩa. Hãy nhớ đó. Chứ quý vị biết rằng không khéo nghe, chúng ta học đạo viết rồi, viết cái phương tiện là hư á. Trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trí tuệ thì phương tiện càng độ sanh. Còn mình thì càng phương tiện càng hư. Cái phương tiện của chúng ta bây giờ, quý vị biết người tu bây giờ mà nhiều người hư là do ở đâu ra không? Phương tiện á. Do phương tiện mà hư đó trời. Trời ơi, trong chùa tôi biết quá mà. Cái người tu bây giờ mà hư nhiều là do phương tiện mà hư đó. Nó, ví dụ như bây giờ đi, bây giờ người ta đưa tiền cái phương tiện thôi, nhận đi kết duyên. Không vậy mà nhận lâu ngày nó thành quen tay. Nó quen tay luôn vậy đó, tự nhiên rồi mình hư luôn vậy đó. Nó, rồi vì người thôi, vì người nên hỏi xin người này người kia. Lâu ngày thành quen miệng xin luôn. Nó Phật thì có trí tuệ. Phương tiện của Phật là nhìn thấu rõ ràng. Còn mình là không có trí tuệ nên phương tiện của mình là thành hư. Đó, nên có những cái mình không cần phải dính, có những cái mình không cần phải dính vào thì nó đỡ cho cái sự tu của mình. Sự tu của mình nó sẽ tiến tu mà nó không bị phạm phải nhiều thứ quá. Nên từ nơi đó mà chúng ta rất là nhiều người cứ là phương tiện mà thành hư. Đó, rồi lâu ngày nó thành ra cái bệnh gì? Cái người tu mình bị cái bệnh gì? Người tu mình bị cái bệnh là chúng ta đến với người rồi chúng ta không đến với người, tự nhiên trở thành bình thường. Nhưng ngày xưa ngoài đời, khi bạn bè đến với nhau chơi và khi không chơi với nhau thì có khi trong lòng mình cũng cảm thấy buồn khi mất một người bạn. Mà lạ thay, người tu của mình thì chơi với nhau và không chơi với nhau, mình không có một chút gì ấn tượng cả. Nhìn thì nói rằng là ông này như như bất động. Nhưng mà cái như như bất động của ông là bị cái bệnh gì phải không? Bị cái bệnh vô tình vô nghĩa thì thua luôn rồi, thất bại luôn, còn gì nữa. Chúng ta ít gì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái cuộc chơi này giữa mình với bạn mà tại sao xa nhau, rồi lý do là mình sai hay bạn sai, mình có cái gì mình sai trong đó hay không để mai mốt mình điều chỉnh lại khi đến với một người bạn, vậy thì nó có tình có nghĩa. Còn bây giờ mình nói rằng bây giờ đến với nhau xa nhau mình không cần buồn gì hết, vậy thì mình không biết nhận thức rằng việc này mình sai hay bạn sai để mình điều chỉnh về sau chơi với bạn nó có tình có nghĩa lại, thì mình trở thành một con người vô tình vô nghĩa. Mà tu hành mà trở thành vô tình vô nghĩa là sao? Thua. Nó, tu hành mà trở thành vô tình vô nghĩa là thua chứ sao? Nên những đức nói rằng là học Phật là học cái gì? Học có tình có nghĩa. Nên quý vị đi về đây, ví dụ như giờ có những người xuất gia ngồi đây đi, có những câu những đức nói rất là thật, rất là thẳng luôn nữa. Nhưng mà quý vị nghe rồi bình tĩnh suy nghĩ đi, trong cái cuộc đời này của chúng ta nó chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi quý vị à. Có những cái chúng ta cũng cần nghe cho nó thật một chút đi, nghe cho nó thật lòng một chút, dù là nó hơi chối tai mình chút, nhưng mà nên nghe thật một chút đi. Để làm chi? Để chúng ta làm cái gì đó trong cuộc đời này cho nó có ý nghĩa với cái cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi ở cái cõi này. Chứ đừng có để cho ngày tháng đi qua mà cuộc đời mình vô nghĩa. Nó, ngày tháng đi qua mà vô nghĩa uổng quá quý vị. Đó nên tại sao mà những đức đi tu, những đức cũng đỡ nhiều thứ lắm nha quý vị, nhẹ nhiều thứ lắm. Có rất là nhiều người họ nghĩ rằng á, dưới cái duyên của mình mà nuôi chúng gì và làm việc gì, chắc những đức là có nhiều người, những Phật tử mà thân thiết mà hộ trì nhiều lắm. Xin thưa quý vị, nếu như những đức vậy thì những đức mới giảng pháp được đâu. Nếu như những đức mà có một vàng đó thì những đức mới giảng pháp được đâu quý vị. Vì có một vàng đó thì phải tới lui qua lại chơi chung thì những đức mới giảng pháp được. Bây giờ trước có Tam Bảo nói một câu mạnh dạn quý vị nghe là những đức không có một vị Phật tử nào chính thức gọi là khi cần cái gì người đó hộ trì. 14 năm đi tu chưa từng có một người nào như vậy. Có một lần có một vị Phật tử ở thành phố gặp những đức nói: thầy ơi, thầy ở đây thầy lo cho các cụ già đông quá, thầy cần cái gì thầy điện cho con, thầy báo cho con rồi con cúng chứ. Những đức hỏi: cô đến chùa này lâu chưa? Cậu nói: dạ con đến đây 3 lần. Những đức nói: cô bồi dưỡng thêm thời gian đi, tại vì cô mới đến 3 lần thôi, cô chưa đâu.
Nếu như những đức dám tin một người đến ba lần như cô thì có khi những đức ngã ngửa. Thôi, cố gắng gói ghém mà sống. Còn cô thì cố gắng nghe pháp mà tu đi. Cô cứ nghĩ rằng những đức ở đây cần cái gì gọi cho cô. Làm sao những đức dám? Những đức biết lúc nào là cô làm ăn được, lúc nào cô làm ăn không được. Thì thầy có gọi cho con được không được thì thôi. Nói, không làm như vậy được cô à. Không thể nào làm như vậy được. Gọi mà được không được thì thôi, giống như là cầu mai thì thôi đi. Ăn thì cũng cả ề chúng ăn, đâu phải mình những đức ăn đâu mà ngu gì mình đi ra mặt. Càng nêu thì nêu lên cái thôi, thì ai làm thì làm thích thôi. Ăn thì ai cũng ăn, gánh thì ai cũng gánh, lo thì ai cũng lo, chùa sạch thì cùng xây lại. Ai cũng ở mà, tôi cũng nằm cái giường, quý vị cũng nằm một cái giường, tôi cũng ăn một bát cơm, quý vị cũng bát cơm. Chúng ta là cùng gánh. Nên đối với cái cuộc đời này, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không có nên gánh. Gánh gì? Dạy gì gánh? Đứa nào cũng có phước hết trơn. Ngồi trong đây từ thầy bà cháu chắc gì cũng có phước hết trơn. Ai cũng có phước hết trơn thì cố gắng tạo đi. Không ai gánh cho ai cả. Dạy gì gánh? Phật pháp với Phật nói là tự đốn đuốc mà đi, mình đi gánh. Mình làm cha làm mẹ ở con mình phải gánh chứ. Đố mà đi gánh tụi bay. Gánh tụi bay để cho tao khổ mà. Tao nuôi tao đẻ muốn chết luôn mà. Tao nuôi tao lớn rồi bây giờ kêu tao gánh sự nghiệp tụi bay nữa. Không có chuyện đó đâu. Bây giờ tao nói như vậy đó, mày làm đi. Mày cố gắng có phước đi rồi sau này mày tự nhận thức con đường của mày. Còn tao thì tao phải tự tại. Chứ tao dạy gì tao gánh mày. Tao gánh mày mày có tội đó. Vì mày chưa gánh cho tao mà bây giờ tao từng tuổi này tao còn phải gánh cho mày. Vậy thì mày có tội. Tao không có làm cái chuyện cho con cái tội được. Nó phải nhớ nhận thức chỗ này nghe. Nói thì thấy ngang ngang vậy chứ đi ngược dòng nước đó cho vị biết đó. À, Phật pháp là cái góc độ đó đó. Tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni tự tại? Vì Ngài thông minh nên Ngài tự tại. Vì sao người tu chúng ta bây giờ khổ? Vì chúng ta không thông minh, chúng ta mới khổ. Rồi tự nhiên xây ngôi chùa ai cũng ở, tự nhiên mình tôi đi quyên góp không có cửa đó đâu, đúng không? Trời ơi, tại vì có cái duyên, có cái quy cầm đưa, may mắn cầm đại vậy thôi. Tại vì xây ai cũng được ở, tự nhiên kêu mình tôi đi quyên góp không có cửa đó đâu. Có thì làm, có thì thôi, chứ làm gì gánh. Thấy không? Đức Thích Ca Mâu Ni tại sao người ta tự tại dữ vậy? Vì người ta không có gánh. Ai cúng dường ở chỗ ở thì nói cả đoàn thấy ở. Còn tôi thì tôi thích đi ra gốc cây ngồi thì ra, còn thích vô phòng thì vô. Còn ai cũng ở thì nhà hư tụi bay đi sửa mày. Chứ bây giờ mày nhà hư mày kêu tao mình đi sửa không có chứ đó đâu. Hiểu không? Nên từ nơi đó Đức Thích Ca Mâu Ni tự tại là gì? Quá trí tuệ và quá thông minh. Còn mình là đệ tử của Ngài mà không có đường chút nào của Ngài hết thì mình đi tu mình càng tu càng khổ. Nó càng tu mà khỏi càng cạo đầu mà đầu cũng chùi nữa. Còn những đức cạo hoài, từng cạo ba lần. Tại vì nó ra tóc hoài vì nó nuôi được tế bào tốt quá nên tóc nó mới ra mau. Chứ gặp mà nó không nuôi được tế bào tốt thì nó xói xội khỏi càng cạo. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng người tu của mình đừng có gánh nặng cái khổ. Cái khổ nó không cần thiết, gánh gì à? Mình phải hiện cái tướng sao cho nó tự tại để ta thích Phật pháp mà ta tu. Con người ai không thích niềm vui, ai không thích tự tại. Quý vị nói công việc nhiều quá, nhiều việc quá, ai kêu quý vị làm nhiều? Quý vị làm là làm cho mình than thở làm chi à? Thấy không? Mình là làm cho mình. Tất cả những việc tốt là đang làm cho mình. Nên từ nơi đó làm được thì làm, bữa nào mệt thì ngủ. Vậy thôi, tự tại vô cùng. Còn lúc bây giờ về đây chia sẻ Phật pháp phải không? Nó có tự tại nè, nó mới nói cho vị nghe tự tại nè. Chứ nếu như mà bây giờ đang xây dựng gì mà về đây mà nó ọ e hoài đó, chắc mất tiêu hết trơn quá. Đố mà ai dám về đây không? Từng nào vừa về một cái là bắt đầu ngồi xuống nói mấy câu. Mới vô Phật pháp có mấy câu nghe, tự nhiên mấy câu sao? À quý Phật tử à, thầy đang xây mấy vị trí nhà này trong cái lúc này vô cùng khó khăn. Thầy cũng lo rất nhiều việc, nhưng nhà bữa nay đang lợp ngói nhưng sơn phết vẫn chưa có, rồi cửa nẻo vẫn chưa lắp xong, quá lo nhiều. Nên chúng ta mọi người tay chân gom góp lại để phụ thầy. Thầy có để cái thùng phía trước,
cúng dường xây dựng, bỏ vô đi con. Thì thấy không, nó nói ra cái mảng này một phát là còn gì Phật pháp nữa, không còn Phật pháp. Nhưng mà quý vị đánh vô tâm tư người ta một phát gì cái bố thí cúng dường cái thôi tự ta nhìn nhận à, mà ta lại tự tại nữa. Trời, cái lý này ít ai nghĩ ra thôi, nó thật sự luôn quý vị. Tại sao ngôi chùa này đông? Ngôi chùa này ông thầy ba trợn mà đông người đến, lạ như vậy. Cái mặt thấy gớm nhưng mà cũng đến nhìn. Trời ơi, hồi sáng có mấy cô tôi tội nghiệp tí ghê, mình cũng cố gắng mình chừa cái mặt ra. Mấy cô nói, thầy ơi cho con chụp với thầy phong hình, những đức nó mắc cỡ ghê luôn, trời trời. Cái mặt này mình có đòi xin chụp hình chung. Nói, cái chụp đi, mình á, chụp đi. Mình cũng khỏe mình đồ làm ghê gớm luôn nghe, chụp, quá trời chụp luôn. Chụp hồi sáng kinh liệt luôn, mình nói chắc về chắc hình cháy hết đúng không? Cái mặt cái gì mà cứ đòi chụp hình chung kỳ cục thì ghê, nó thôi mệt quá thôi kệ. Thôi cái này cũng tùy thuận được quý vị. Cũng ngồi một chút đứng một chút cũng không bỏ bao nhiêu thời gian đúng không? Nhưng mà mình thấy mình nó không cái gì đặc biệt hết quý vị ơi. Nhìn thấy mình nó chỗ nó là một thanh niên ngày xưa ngoài đời mà nó hư mà đến mức mà từng nói câu mà nhậu nhẹt mà té ạch mà chó mà không liếm cái mặt mà bây giờ người ta dựa chúng người nó chụp hình như thay. Tôi mắc cỡ không chết luôn. Nên cái tâm con người những đức nó nghĩ rằng như vậy là mình mắc cỡ, chứ không phải là nói mình là nâng lên cao gì. Trời, tôi không có được cái gì chứ nghe. Tôi hoàn toàn là nhờ công đức niệm Phật mà được thôi, nhờ Phật gia hộ mà được thôi, chứ không có được một cái gì cả. Nghĩ như vậy hoài để mà tu đi. Nên quý vị coi những đức có khi ngồi với một đứa nít nhỏ xíu à, ngồi hỏi này hỏi kia, nó lỡ nó nắm đôi tay nó gịch gịch gì, nó nói chuyện này chuyện kia, mình cũng ngồi mình nói với nó như nít như nó bình thường vậy nè. Tại vì sao? Vì mình được chơi với nít cũng thấy vui rồi. Có những người mù người ta lỡ mình ngồi nói chuyện với người ta mình chơi cũng thấy vui rồi. Nên từ nơi đó quý vị thấy có gì cao xa đâu. Mà mình thấy có những người học Phật, tại sao người ta càng học ta cao xa lạ ghê. Cái học Phật là càng học cái mặt mình nó phải nhẹ lại. Nó càng học sao mà cái mặt mình nó nhẹ nhẹ. Chứ đừng có càng học mặt càng nặng. Có những người ngộ ghê, những đức nhìn có những người xuất gia lạ lắm quý vị. Ngộ ghê, họ làm ngộ ghê chợ. Tự nhiên xuất gia tu đạo mà tự nhiên tu càng lâu cái chuyện đi cái làm nè. Dạ con chào thầy. A Di Đà Phật. Dạ con chào thầy. Mô Phật. Thấy phản cảm ghê. Vô duyên. Người ta dạ con chào thầy, A Di Đà Phật chào con. Tình cảm liền phải không? Tự nhiên vô duyên mà hơn cái gì. Ủa sao ngộ với thầy, sao thầy tu mặt thầy nặng nề dữ vậy thầy? Con không hiểu sao thầy luôn luôn trong tư thế của thiền định. Không phải vậy vậy. Tu hành là cái gì? Tu hành là con người chúng ta nó phải làm sao nó hoạt bát trong cái cảnh duyên của con người sống với con người với nhau. Thí dụ như giờ mình cười, mình chào người ta một tiếng, người ta cười, người ta chào lên mình một tiếng, đó là cái sự trả lại cho nhau giữa con người đến với con người, hiểu không? Dù chúng ta có học đạo lâu đến vị một đại lão hòa thượng lớn đi chăng nữa, nhưng chúng ta càng lâu phải càng trở thành một người trẻ con gần gũi. Để cho người ta ai cũng là người có thể gần gũi được ta. Đúng không? Quý vị ngồi coi cái trạng thái của Bác Hồ, quý vị cũng nên học. Có nhiều người xuất gia dù quý vị tu 100 năm cũng không có tư tưởng như Bác Hồ nổi. Người ta là một bậc lãnh tụ lớn vô cùng, nhưng mà người ta đi đến người dân thì người dân chạy theo người ta chạy đi đến nơi đâu thì bà con nghèo là ôm Bác Hồ ôm lại. Sao có người ta sống được những ngày tháng tuyệt vời như vậy mà mình không sống được? Tại sao chúng ta không học tấm gương đó một chút đi, hiểu không? Nè, Bác Hồ thấy người ta nhổ cỏ, Bác Hồ đến nhổ cỏ. Bác Hồ thấy người ta gánh nước, Bác Hồ gánh nước được. Bác Hồ thấy người ta tát nước, Bác Hồ là tát nước được. Cái việc gì Bác Hồ cũng gần gũi được. Con người như vậy là con người đặc biệt. Còn mình có khi mình tu nhiều chục năm lâu rồi tự nhiên mình ra một cái gương mặt ngồi đâu cũng nặng nề, thua. Không phải vậy đâu quý vị. Tu không phải là như vậy. Mà lúc nào cá nhân của mình là cái chuyện của mình. Còn dưới con người thì mình phải có nụ cười.
đã nói một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Cười nhiều thì tốt, thấy không? Có một ông cụ ngày xưa ông niệm Phật nhiều vô cùng, sau này tự nhiên ông quên hết trơn nhiều thứ mà ông chỉ biết niệm Phật không. Mà ông ngồi đâu ông cũng mím mím cười hoài, ai nói đúng nói sai gì ông cũng cười không à. Mà những đức phái ông cụ đó vô cùng, ông cứ gặp những đức là cứ ai với đào Phật, ai với đào Phật. Những đức ngồi nói chuyện với ai ông cũng ai với đào Phật, ai với đào Phật. Mặt ông cười cười nè, ai với đào Phật, ai với đào Phật. Những đức hỏi ôi chú khỏe không, ai với đào Phật, ai với đào Phật. Những đức nói công nhận ông này cái mặt cười tối ngày, tám mấy tuổi mà trẻ khôn ngon vô cùng à. Thì thấy không, cái người mà cười nhiều á, tự nhiên cái sắc diện mà nó cũng tốt, cười nhiều nó vẫn là đặc biệt đó. Thì đó, nhìn thấy mặt cười thấy dễ thương không? Cười là thấy được à, không nói chưa á. Thật sự mà nói ăn uống đơn giản nghèo nghèo chứ cũng được mà cười là được. Thí dụ bây giờ những đức nói ngoài đời mà không đi tu mà có con vợ dù xấu chứ nữa, vợ mình mà nó cười cười được à. Mỗi lần mình đi làm mệt về mình gặp nó một cái chào anh ăn cơm chưa gắn bạn bè về ăn uống đồ nói anh bữa nay bạn bè đến mời vô để em chiên số đồng hũ cho anh. Thấy được rồi, nó cười cười là thấy ngon rồi đúng không? Nhưng mình bây giờ con vợ mình nó đẹp vô cùng đẹp mà mình dẫn bạn bè về mà nó vừa nhìn ra nó thấy mình dẫn bao của thằng bạn về là tốn của nó gặp cái mình bước vô mình nói em bữa nay thôi cái gì thì nói sao, bữa nay thì anh cũng có bạn bè lâu ngày mới gặp, em cũng để cho anh nở mặt nở mày chút đó. Nói nở mặt nở mày thì tự lo đi. Xong cái nó xách gói nó đi. Trời trời, có con vợ gì chắc mình chết quá. Bữa nay là mình đang nỉ nó là hôm nay anh có bạn về là cho anh nở mặt nở mày một chút thôi. Vậy mà nó nói thì tự làm đi. Tự làm đi. Rồi xong rồi một chút cái nó về bắt đầu nó mặt lớn mặt nhỏ nói bữa nay xài nhiêu tiền rồi. Rồi bạn bè nó đem tiền đưa cho ông đó đúng không? Ông biết cái nhà này cực khổ cỡ nào chưa? Quý vị coi cái nhà như vậy thì còn gì là hạnh phúc không quý vị? Con người nó không có thông tình đạt lý, nó không hiểu nhau gì đến với một con người. Phải chứ mình làm vợ mà mình đến với chồng mình một cái tư tưởng hiểu biết thì chồng mình sẽ đến với mình một tư tưởng hiểu biết liền. Bây giờ thí dụ như bây giờ gia đình bên chồng đến thì mình niềm nở vui vẻ vô cùng để lo lắng thì chồng mình nở mặt nở mày thì chồng của mình sẽ cảm ơn mình cực kỳ lớn khi mình làm vợ mà mình đối xử với chồng như vậy. Khỏi cần nhờ chồng nói, mình chỉ cần hiểu rằng uy tín của chồng là uy tín của mình. Mình cứ hết trách nhiệm mình đi. Có khi chồng thấy mình lo nhiệt tình vậy, khách khứa gì hết mà chồng còn nói một câu: em bữa nay mệt quá ha, cực quá thôi, mai mốt anh chắc không có dám rủ ai về nhà đông gì đâu, mà bữa nay kẹt quá, có cái công việc này kia đâu. Nó không sao đâu anh, trời khách khứa người ta đến nhà mà em có trách nhiệm thôi, khách khứa đến nhà là vui rồi, lâu lâu anh cứ mời khách khứa đến nhà không sao đâu. Trời, nó thương mình cỡ nào trời, thấy không? Hiểu nhau quý vị. Rồi gia đình cha mẹ anh em mới đến mà, đến là vui rồi, đến nhà mình là vui rồi. Nên người đàn bà mà người ta đến nhà mà vui là ai người ta cũng thích đến nhà chứ. Bây giờ mấy cô mình, mấy quý vị mày đi đến chùa đi, những đức trên nói ngon lành mà đi xuống dưới nó mặt lớn mặt nhỏ đập nồi đập thao đập chén ở dưới đó, quý vị chắc quý vị đền chánh điện xong quý vị đi về chứ không có xuống dưới đó đâu, hiểu không? Nhưng mà những đức mà biết con nào mà như vậy là chết chứ đừng có nói chuyện đơn giản, xử lý thiệt á, nói chuyện đùa cho quý vị biết á, đố mà có đứa nào vậy luôn á. Dám mới sợ, làm mệt thì đi nghỉ đi chứ đừng có mặt lớn mặt nhỏ, mệt thì cho nghỉ đó, không được mặt lớn mặt nhỏ đâu, hiểu không? Tôi trên đây tôi giúp cho người ta cười, xuống dưới làm cho người ta khóc là không được. Mình cũng xuôi theo dòng nước một chút đi, người ta trên đây người ta cười quá trời luôn, người ta vừa xuống dưới mình đưa hộp cơm cho người ta, ai với đâu hết đúng không? Mà người ta chỉ hết trơn rồi đó nghe, người ta hợp là người ta chỉ hết trơn rồi đó nghe, đưa hộp cơm là ai với đâu Phật, ai với đâu Phật, ai với đâu, ai với đâu, ai với đâu. Cứ làm hoài vậy, một hộp cơm là một câu ai với đạo Phật, mà 2000 hộp cơm là 2000 câu ai với đạo Phật. Phải dụng công tu không? Dụng công tu rồi còn gì? Đưa người ta ly nước, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, gấp cho đồ ăn, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Cứ làm hoài vậy, nguyên một thời đó là dụng công tu chứ gì? Tu với 2000 người ơi, không biết dụng công tu gì hết trơn, hiểu không? Đưa người ta đâu dép, ai với đạo Phật. Tại vì mình là người tu tịnh độ, cái gì cũng ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, mà cái miệng còn ai với đạo Phật.
Mà cái người mà vậy đó ít đổ mồ hôi, mà có đổ mồ hôi cũng là mồ hôi chảy. Còn mấy cái bà mà không cười là mồ hôi đóng. Cái vị đi thì mấy cái bà mà bực bội thì mồ hôi mới dính theo cái vành môi á, lỗ mũi rồi cục 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 cục. Mồ hôi đóng là mồ hôi chấp, hôi nặng á, không? Còn mồ hôi mà cười là mồ hôi chảy, nó chảy tuôn 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 xuống cái nhìn đẹp lắm. Hiểu không? Thấy chưa? Mấy bà nghe chưa? Nó, thấy không? Mình làm sao cho chồng mình thương mình? Là mình là một người phụ nữ vui vẻ quan hệ. Ai người đàn ông mà không thích một người đàn bà bên cạnh mình như vậy? Vui vẻ quan hỷ là ta thích rồi, hiểu không? Còn nghèo giàu đó là số phận, còn cái chuyện chúng ta phải sống vui thôi. Mặt lúc nào cũng cười nhiều nhiều đi, tốt rồi. Nói gì chút đi ra ngoài cười hoài nó điên. Hiểu không? Nó cười mà cười kiểu cách như cười vui gì nó dễ thương đúng không? Chứ gặp mà nó đứng mà nó miễn cưỡng á, mặc kệ miễn cưỡng cũng thành cũng tốt nữa. Miễn cưỡng cũng tốt hơn là không cười miếng nào. Thấy không? Cái kiểu mà miễn cưỡng nó đứng hoài nghe nói gì cái chấp tướng á, cái đứng ngay cái đường đi mà cứ cái kiểu đó là không ai dám đến gần luôn, không ai dám đến gần luôn á. Nói có vấn đề rồi, ma lự ư nhập rồi nè, vấn đề kìa kìa, chạy chạy kìa, nhìn ngồi bữa nay sao cái bà đó mới làm gì kỳ cục. Làm cái đó hoài là người ta tránh mình mất tiêu luôn, hiểu không? Mình phải cười làm sao cho nó tế nhị chút. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật vậy được rồi đúng không? Nó thí dụ bây giờ đây chúng ta cười chút, ta ngưng lại, nhưng mà ngộ nghe, cái tâm mà nó vui gì nó cười ngộ ghê. Mà cười mặt đẹp công nhận luôn, mặt ai cũng đẹp, nhìn gì giống như quang minh phổ chiếu. Các vị coi nè, cái nụ cười này nó phát lên, cái tần số của chúng ta nó mở rộng ghê lắm. Khi con người mình mà nó quên hết tất cả những nỗi buồn trong cõi lòng thì lúc đó mà nó hợp để tất cả những nụ cười, mà mấy ngàn người này mà cùng cười gì nè, thì cái từ trường này quý vị biết là từ trường gì không? Từ trường mà tiêu nghiệp tăng phước. Nên những đức nói cái ngày chủ nhật là cái ngày tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Vì sao? Vì quý vị tiêu nghiệp tăng phước mà nó cộng lực để tiêu nghiệp mà cộng lực để tu phước luôn. Thôi cái ngày chủ nhật là cái ngày số 1. Cái ngày này mà không về là đúng là một cái ngày thiệt thòi của cuộc đời chúng ta. Hiểu không? Quý vị coi á, mà quý vị thấy rõ ràng như đức nói chuyện quý vị vui mà nó có lý luận về Phật pháp, chứ không phải như hài hước mà nó làm cho mình mất đi phương hướng luôn, hiểu không? Còn cái này mà trong cái giáo dục nó có nụ cười, nó lạ như vậy. Đây là gì? Đây là sự gia trì của người niệm Phật, Phật gia hội chúng ta. Chứ sao mà ngồi nói hoài được? Khi chúng ta nói vài câu quên mất tiêu, nhưng mà nói hoài nói được là vì sao? Phật gia hộ, Phật vì chúng ta, ta vì chúng sanh. À hay à. Thấy chưa? Cái câu hay vô cùng. Phật vì chúng ta vì chúng sanh. Vậy là được rồi. Đúng là tần số này câu thông tuyệt vời thiệt. Nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta nói chuyện vui gì, chúng ta nói chuyện lý luận Phật pháp gì để khuyên nhau tu gì, đúng không? Vậy thì cái nơi này là nơi Phật quang phổ chiếu. Quý vị phải nhớ Phật quang là bao trùm tận hư không, nhưng phổ chiếu để cảm được là từ tâm mở ra. Nó giống như một cái chai mà chúng ta muốn chế nước vào thì phải mở nắp ra thì nước mới chế vào được. Còn nếu như bây giờ nước nó chế vô mà cái chai đẩy nắp, nước có vô chai không? Không. Vậy thì Phật quang bao trùm ta nhưng tâm ta không an lạc, không vui, thì sao mà cảm được Phật quang? Nên quý vị ngồi đây vì sao đẹp? Quay phim coi đi, phải mặc đẹp không? Đúng không? À, quay phim coi đi, phải mặc ai cũng đẹp không? Đẹp lắm, rất là đẹp. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị coi, cái lúc này là cái lúc quý vị đẹp nhất. Đẹp nhất. Khi chồng quý vị coi rồi, quý vị nói kìa anh nhìn em kìa. Nó, anh cứ xem đi, ngày chủ nhật đó. Đúng không? Coi cái là chồng có kìa, nó lỡ tu luôn á. Tại vì sao thấy, ủa sao đông quá em? Anh chưa biết niềm vui của ngày chủ nhật ở hộ pháp đâu anh. Niềm vui này anh không biết đâu, em không thể nào diễn tả được cho anh biết. Nếu một ngày nào anh đi thì nói với em, em dặn đi, không miễn cưỡng, chỗ ngon mà cần gì ép, món ngon mà ai hạ giá làm gì, đúng không?
để người ta tự phát tâm, đúng không quý vị? Vậy là tự tại nhất. Trời ơi, chủ nhật tuần nào cũng về nghe một tiếng mấy đồng hồ, ha ha, một tiếng mấy đồng hồ, ha ha. Ồ, nó tích tụ cái nguồn năng lượng để mấy ông cứ coi, quay phim qua đây coi mấy ông này coi, quay qua mấy ông này coi, sao cứ quay mấy bà hoài á, hiểu không? Mấy ông quên đi gọi hết nghe, quay quý thầy quý sư cô lên coi, nó cái coi, nó gương mặt ai cũng lạ là đẹp, vì sao? Vì hưởng quang minh phổ chiếu. Mà cái lúc này là lúc gì? Cái lúc này gọi là túc nghiệp, nghiệp chướng tiêu trừ. Mà tất cả quan gia trái chủ, tất cả những cái nghiệp phá thai, thai nhi đang cười luôn. Quý vị biết thai nhi mà nó không cười, đố quý vị cười. Chứ quý vị cười nổi mới sợ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, quan gia mà nhéo quý vị hoài cười nổi không? Làm bị đau đầu cười nổi không? Nhức tay nhức chân cười nổi không? Nhưng mà khi quan gia cười thì có nhéo không? Không. Khi chúng ta vui thì quan gia vui. Khi chúng ta bực bội là cảm với quan gia. Quan gia là sự báo thù, rửa hận. Mà khi tâm chúng ta vừa bực bội lên thì cảm với quan gia đến để mà xui khiến mình liền. Nên có một câu chuyện, cái ông này, ông bị thằng bạn nó gạt ổng, nó lấy tiền bạc của ổng. Ông bên nhà ông tức tối lên, tao với mày là bạn bè thân, mà mày đối xử với tao như vậy, tao nhất định tao phải giết mày. Thì ông mài một con dao ọt ẹt mài cho bén. Thì ông từ nhà ông cầm một con dao đi qua để giết thằng bạn. Cái tâm báo thù, cái tâm ghét hận của ông nó đến mức cực điểm, vì thương quá thành hận. Ông qua để giết. Thì vì biết rằng có một vị thiền sư đang ngồi thiền định, đi vào thiền định sâu vô cùng. Thì người khi đi vào thiền định sâu thì cái cảnh giới của người ta thấy như trước mặt, thấy hết. Thì tự nhiên cái cảm ứng đạo giao thì sao, vì cái duyên của ông này với vị thiền sư. Thì ông thiền sư thấy rõ ràng ông này cầm con dao mà săn hẳn, hừng đi qua, đi trên đường. Mà vị thiền sư này thấy rõ ràng luôn. Thì ông đi một mình, nhưng sau lưng ông còn một vạn người. Mà một vạn người toàn là những con người gương mặt kinh dị lắm, gương mặt không tưởng tượng được hung dữ. Mà đi phía sau la lối cầm dao, theo ông la sùm lên một đoàn người luôn. Thì quý vị biết rằng khi cái ông này qua tới nhà chuẩn bị giết thằng bạn, thì vừa đến nhà một cái là bắt đầu là nghe trong nhà người mẹ than thở, thằng con đi làm cực khổ kiếm tiền vì lo cho mình, vợ con khóc lóc tùm lum, nhà nghèo khổ quá. Thì tức khắc cái ông này tỉnh giết bạn, mà nhìn thấy tình cảnh vậy, ông chợt tỉnh lại, ông nói một câu rằng: nếu bây giờ mình giết thằng bạn mình vậy thì ai nuôi cha mẹ vợ con nó đây? Mình vì một cái sự oán thù mình giết nó thì gia đình nó sao đây? Thôi, chuyện gì đã qua rồi cho qua đi. Ông vừa buông xuống cái tâm hận thù, ông trở về. Thì vị biết lúc đi săn hận thì nguyên một đám người săn hận đi theo. Lúc trở về không săn hận thì cũng một đám người đi theo mà rất hiền từ, gương mặt hiền, cầm cờ xí đồ vui vẻ cười đi theo ông. Quý vị biết rằng cái chỗ này nhận thức đi. Nên tại sao có những người người ta tự tử, người ta uống thuốc sâu, trong khi cái mùi thuốc sâu chịu không nổi. Vậy mà vì sao người này uống thuốc sâu được? Vì sao? Vì nó chiêu cảm cái cảnh giới uống thuốc sâu. Và cảnh giới của mình nhập vào cảnh giới của nghiệp quả, nên giữa thuốc sâu với mình là một, không còn là hai. Khi tâm chúng ta bình tĩnh thì ta và thuốc sâu là hai. Nhưng khi tâm của mình cảm với thuốc sâu thì mình với thuốc sâu là một. Nên khi uống thuốc sâu như uống cà phê vậy đó. Nên uống một cái vèo vô là chết queo liền. Có cái ông kia ông nói có một lần, trong tâm trạng của ông rất muốn uống thuốc sâu đi tự tử, thì ông đi vào trong động, ông cầm chai thuốc sâu theo mà ông chưa uống, ông để chai thuốc sâu trên gió. Thì tự nhiên trong chai thuốc sâu nó phát lên một cái âm thanh: uống đi ngọt lắm đó, uống đi ngọt lắm đó. Vì đó, quý vị biết đó là cái gì không? Đó là những cô hồn chết quang vì uống thuốc sâu, chiêu cảm cảnh giới kêu gọi mình uống đi. Trong lòng ông lúc đó tỉnh ngộ là ông lấy cái cây ông đắp chai thuốc sâu bể luôn xong. Hay chưa? Vượt qua được. Quý vị biết người ta chỉ cần bóp cổ mình cái thôi mình chịu không nổi. Vì sao con người người ta treo cổ tự tử? Vì khi người ta muốn treo cổ tự tử là cái quả báo đến lúc đó phải chiêu cảm cảnh giới tự tử. Khi mà treo cổ lên thì mình với cái chuyện treo cổ là một, không còn là hai. Nên khi mình treo cổ lên là mình chết, mà mình cũng chưa biết vì sao mình chết.
Kinh khủng không? Mà khi quý vị bị treo cổ lên, buộc lên cần cổ treo lên, thì lúc quý vị sắp sửa tắt thở thì quý vị mới biết đau đớn. Trong lòng lúc đó hối hận, nhưng nghiệp quan gia nó siết chặt vào, quý vị không thể nào thoát được. Nên lúc đó là chiêu cảm cảnh giới treo cổ. Nên chúng ta dính vào rồi, ra không được, rồi chịu chết trong cái nghiệp duyên treo cổ. Quý vị nghĩ ai dám nhào ra xe cho xe đụng? Như vậy mà có người nhào ra xe cho xe đụng, vì cái tâm của mình nghĩ chết đi, chết đi, chết đi, nó trở thành một cái sự mê hoặc điên đảo, nhào vô xe cho xe đụng chết. Ghê chưa? Tất cả những cái chết mà chúng ta không có để cho nó tự nhiên, thì cái chết này toàn là cái chết của nghiệp quả. Mà cái chết của nghiệp quả thì nó sẽ thành ra cái nghiệp mà chiêu cảm hoài theo mình. Thí dụ như tự tử thì chúng ta cứ mỗi tuần là cứ trở lại tự tử. Nhảy xong thì trở lại nhảy xong, treo cổ thì trở lại treo cổ, uống thuốc sâu thì trở lại uống thuốc sâu. Nên cái khổ của cõi đời này là một, tự tử khổ ngàn. Thế gian khổ một, tự tử khổ ngàn. Nhiều cái tội gom lại, mà tội đầu tiên lớn nhất đó là bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ sinh và nuôi mình khôn lớn, chưa báo ơn cho cha mẹ mà kết liễu cuộc đời. Tội này lớn lắm, rất là lớn. Nên trong gia đạo mình mà có người tự tử, quý vị đi đến chùa này, quý vị nên niệm Phật hồi hướng và kêu gọi họ về để tu đi ngày Chủ nhật, để cho họ cởi mở tâm tư ra. Vừa cởi mở tâm tư, không bao giờ đi bắt người thế thăng, thì tức khắc nghiệp duyên cởi mở liền, không nói chừng. Còn nếu như chết rồi mà muốn bắt người thế thăng, ở ngoài đường mà bẻ tay lái cho người ta té xe chết, vậy thì nghiệp quả này vừa người ta thế thăng cho mình thì mình đi đâu? Đi xuống địa ngục liền. Vì cái tâm ác đó mà chiêu cảm đi xuống dưới địa ngục. Còn bây giờ mình đã biết mình chết, mình khổ như vậy, mình không thể nào bắt ai nữa, như vậy thì cái tâm thiện đó nó sẽ cởi mở ra. Cái nghiệp duyên của làm cô hồn mà chúng ta sẽ được đi siêu thoát từ cái tâm thiện. Giống như có một câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, mà cái người này á, là chờ người thế thăng. Ba lần như vậy, hai lần là hai người, một người nam một người nữ bình thường, một lần thứ ba là một bà bầu. Hai người kia sắp sửa tự tử, thì bắt đầu là vừa nhảy xuống thì cái cô hồn này cứu lên. Lần thứ hai cũng cứu luôn. Mà lần nào mà chuẩn bị được đi đầu thai á, là bắt đầu là lỡ báo cho một người bạn mà cái người còn sống, gọi là cảnh giới của người và ma chơi chung. Có một câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, quý vị biết rằng là tới lần thứ ba là cái người này là có bầu mà bị chồng đánh quá nên muốn tự tử. Thì cái cô hồn này thấy rằng người bình thường một mình chết đã tội nghiệp rồi, mà bây giờ người có bầu chết một mình, họ chết thêm một đứa con, thiệt là đáng thương, không thể nào để cho họ chết được. Dù ta có ở đây mãi cũng không để thể nào để cho họ chết được. Quý vị biết tâm thiện của cô hồn như vậy nghe. Cuối cùng thì Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho ông làm cái chức là làm thằng giữ luôn con sông đó. Ông không còn là cô hồn nữa, mà ông là một vị thằng giữ nguyên một con sông đó luôn. Cái phước báo của ông mà cứu người, thấy không? Nên tất cả những cô hồn vất vơ vất vưởng đừng có nên đi làm phiền người khác. Còn những cái nghiệp phá thai á, là do cái nghiệp duyên. Nghiệp duyên mà nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mình chỉ nhìn đời này thôi đâu. Phật nói là nhân quả thông ba đời. Nếu như cái quả báo của mình mà không phải mang cái nghiệp mà bị phá thai thì làm sao người ta phá mình? Mình không dính cái nghiệp phá thai là mình chưa từng giết người, làm sao đời này người ta giết mình? Phật nói là nhân quả thông ba đời. Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Như vậy thì con người cũng nghe câu này, mà quan gia trái chủ cũng nghe câu này, hương linh cũng nghe câu này, đều là nghe câu này để chi? Để quá giải cái tâm hận thù. Khi tâm hận thù vừa quá giải mà đem cái tâm đó để mà nương vào bổn nguyện Di Đà, để niệm A Di Đà Phật, thì cảnh giới của chúng ta là ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc. Trời ơi, nhắc đến cực lạc là mê lắm. Ôi, quý vị cứ nghĩ đi, chúng ta bây giờ ngồi đây nghe, đẹp nè, xấu nè, lùng lé hô súng nè, mặt ốm nè, đủ thứ loại, đúng không? Như vậy mà bây giờ quý vị nghĩ đi, tất cả chúng ta ngồi đây nghe, khi đi về thế giới cực lạc nghe, quý vị biết không?
Mê lắm, mê lắm. Khi đi về thế giới cực lạc là chúng ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn rồi. Đẹp không tưởng tượng được. Và thần thông diệu dụng của chúng ta cao vô cùng. Cặp mắt của chúng ta ở đây một tấm giấy che ngang không thấy, nên chúng ta không thể nào suy lường được cảnh giới cực lạc được, đúng không? Nhưng mà chúng ta nương vào kinh giáo để chúng ta nói rằng, Đức Phật nói rằng khi về thế giới cực lạc thì cặp mắt của chúng ta là nhìn được tận hư không khắp pháp giới. Nhĩ căn của chúng ta là nghe tận hư không khắp pháp giới. Và tha tâm thông của chúng ta là phi hành biến hóa của chúng ta là không tưởng tượng được mà. Và Lưu Tố Văn đã nói rằng là Tôn Ngộ Không là trò chơi con nít. Ghê chưa? Túc mạng thông của chúng ta thì biết rõ ràng hết trong nhiều đời nhiều kiếp, không có một chút gì mê hoặc điên đảo. Và thăng bằng quý thuộc chúng ta đang ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu chúng ta biết hết. Và chúng ta khi về thế giới cực lạc rồi, chúng ta nương vào bổ nguyện của Phật A Di Đà rồi, chúng ta lúc đó là bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc. Thượng thiện hội tụ một nơi. Cái chữ thượng này đặt vào chữ thiện này là bậc thượng thiện này là hạng gì? Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ở thế gian gọi là hiền nhân, hoặc là người hiền, người thiện. Tại sao ở thế giới cực lạc gọi là thượng thiện? Thượng thiện là Đại Bồ Tát mới dùng câu thượng thiện. Thượng là đến mức cực điểm của cái cao độ, cao tột, gọi là thượng thiện, bậc Đại Bồ Tát. Mà về thế giới cực lạc chúng ta là Đại Bồ Tát, gọi là nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa. Người ở thế giới cực lạc là bậc nhất sanh bổ xứ. Mà là nhất sanh bổ xứ cái gì? Là bổ xứ nhân duyên cho quý vị đi tặng hư không pháp giới đi độ sanh. Tất cả những cảnh giới chưa có Phật để quá độ thì ta là ở thế giới cực lạc có thể thị hiện đến cái quốc độ đó để quá độ. Trời ơi, lúc đang ngồi nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, thí dụ bây giờ, ví dụ nghe, những Đức là Phật A Di Đà đang thuyết pháp, quý vị là bậc thượng thiện đang ngồi bên dưới, đúng không? Quý vị đang ngồi đây như vậy, những Đức cũng đang ngồi đây như vậy, vì mà bổn nguyện của Phật A Di Đà đang đi tiếp dẫn luôn, mà đang ngồi để thuyết pháp luôn. Quý vị đang ngồi để nghe pháp luôn, nhưng mà đang thị hiện ở mười phương khắp pháp giới đi độ sanh luôn. Trời ơi, nó tự tại nói đến câu này cái tự nhiên con người nó phê là ghê thiệt chứ. Thấy chưa? Không phải văn tự này phải nói như vậy con người ta mới thích nè, phê, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị thấy cà phê ai cũng thích uống, đúng không? Vì phê. Nên tu mà vê thì ai cũng thích tu. Nghe pháp mà vê thì ai cũng thích nghe, đúng không? Nếu mà không dùng cái chữ vê trong cái cuộc đời này là ai cũng chán hết chứ, đúng không? Vì thế giới cực lạc với vị gì mà đang ngồi nghe pháp gì nghe, pháp âm Phật A Di Đà đang thuyết nghe, mà pháp âm của Phật A Di Đà là nó vang vội, mà cái âm thanh nó dịu chứ không phải là cái tiếng thô những Đức nghe. Mình là do gì thăng trần nên giảng ra cảnh trần nó thô tâm, hiểu không? Còn cái cảnh của Phật A Di Đà là trong thiền định để thuyết, mà chúng ta là trong thiền định để nghe, nên từ nơi đó mà cái lời văn vẳng dịu dàng nhẹ nhàng thâm sâu. Ồ, cái cảnh giới này sao mà nghĩ bàn nổi trời. Mình đang ngồi như vậy mà phân thân đi mười phương pháp giới đi độ sanh. Người thân ở đâu đang kêu gọi, ở đâu đang kêu cầu duyên đã đến rồi, như vậy mà đang ngồi nghe pháp vậy mà phân thân đi. Mà cảnh giới vẫn ở thế giới cực lạc. Khi độ sanh mãn kiếp thì trở về là công đức viên mãn, trở về bình thường, gọi là bỏ thân rồi thì cảnh giới trở lại tự nhiên. Đúng là pháp sanh tự nhiên thiệt, quá tuyệt. Cực lạc tại sao không gì? Nên trong tất cả cái vô lượng thì không có cái vô lượng nào đặc biệt bằng vô lượng thọ. Tại vì sao? Vì tất cả cái vui trong cuộc đời này, vì sao chúng ta hưởng không được lâu? Vì không có vô lượng thọ. Vì sao Đức Phật A Di Đà nêu lên cái thế giới cực lạc thù thắng nhất là vô lượng thọ? Vì tất cả cái vui mà hưởng được là nhờ có thọ mạng mới hưởng được. Như vậy thì chúng ta ở đây dù có vợ chồng thương yêu nhau cỡ nào, nhưng chúng ta phải nhìn là xa lìa khổ. Chúng ta phải chọn một quốc độ đi mà chúng ta không xa lìa nhau. Ở đây là xa lìa nhau, có thương nhau cỡ nào cũng xa lìa nhau. Nhưng nói đây không phải để đá đổ gia đình, mà nói đây để cho chúng ta gây dựng cái tâm tu, để khi chúng ta về cực lạc chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, được cái tuổi thọ vô lượng. Trời ơi, có cái ông đó mà, có cái ông đó mà ông nói với bà vợ ông câu gì nè: em nghe thầy Đức nói thế giới cực lạc ngon lành cái này cái kia gì,
Vậy thì mai mốt mình về thế giới cực lạc, anh và em còn thương nhau nữa hay không? Không, có những người người ta có một cái quan điểm rất lạ quý vị. Họ nghĩ cái tình thương ở thế gian này đó là niềm vui nhất, thương như vậy là thương vui nhất. Nhưng quý vị biết rằng nó còn một cái tình thương mà vui mà không thể nào nghĩ bàn được không quý vị? Là cái niềm vui của cái tâm an lạc pháp vị. Nó vui không thể nào tưởng tượng được. Nó vui dữ lắm. Nó vui gấp một vạn 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 lần của cái chằng cảnh thế gian này. Thì cái bà kia bà nói rằng trọ về cực lạc mà còn gì yêu thương nữa anh. Thì ổng nói một câu, thôi thôi vậy thì anh không muốn về cực lạc đâu. Lạ ghê trời. Vậy thì quý vị phải về, phải nghe câu này rồi về nè. Khi chúng ta là hai vợ chồng niệm Phật mà về cực lạc, về hình tướng chúng ta là y rang nhau, là của tướng trượng phu. Nhưng mình nhìn cái tướng trượng phu đó, mình nhìn ra rõ ràng là vợ của mình của một đời kiếp đó. Thấy rõ ràng đây là người vợ của mình trong đời kiếp đó. Mà tâm ở cái cõi đó nó không ô nhiễm như cõi này. Thấy nhưng hoàn toàn là đủ trí tuệ để xoay chuyển cảnh giới. Nên gọi là không có nghiệp nữa là vì sao? Không bị xoay chuyển nên không có nghiệp. Là anh em là bạn bè về thế giới cực lạc là tức khắc thấy đây là bạn tôi, anh tôi, em tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cháu tôi. Đều là thấy dòng họ của ta đang ở thế giới cực lạc. Ôi ôi cái tâm trạng này nó vui không tưởng tượng được. Thấy dòng họ mình hoàn toàn ở thế giới cực lạc. Quá tuyệt vời, thấy không? Tại sao không về thế giới cực lạc? Mà muốn về thế giới cực lạc nghe rồi, bây giờ con muốn về. Làm sao về để thấy? Cái chỗ đi về của chúng ta không phải là bước từng bước thầm. Không phải. Mà chỗ đi về của chúng ta là gì? Dùng tâm cảm tâm với Phật. Mà dùng cái gì? Dùng tâm gì? Tâm con loạn như vậy làm sao cảm với tâm Phật? Dùng bổn nguyện. Đó là nương vào bổn nguyện để niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Mỗi ngày đã niệm A Di Đà Phật là mỗi ngày chúng ta đang gần gũi với Phật. Hay chưa? Đó. Mỗi ngày đang niệm A Di Đà Phật là đang gần gũi với Phật. Bây giờ quý vị có khổ cỡ nào, có buồn cỡ nào, có bị chồng đánh cỡ nào, có bị giật của hay là bệnh đau te tua, nhưng nghĩ ra một điều này không còn khổ nữa. Điều gì thầy? Điều gì? Nói nhanh lên đi. Còn đang trông mong lời của thầy nói. Thầy nói đi, tại sao thầy ngưng lại? Điều gì? Phan hả nói. Cái điều đó là chúng ta có khổ ở cõi đời này cỡ nào, nhưng chúng ta đã có lối thoát rồi thì còn gì sợ khổ ở cõi này. Lối thoát đi đâu? Về cực lạc. Đúng không? Nên những đức từng nói rằng chồng mình đang đánh mình, đá mình, hứ hứ hứ, kêu mình bằng mày. Mày là con nhỏ thấy ghét, tao quýnh mày, cái mặt mày tao không thương nữa. Cái mặt mày chết đi. Mình nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xua đuổi tôi về cực lạc. Nên, xua đuổi tôi về cực lạc bằng cách là anh quýnh tôi, anh chửi tôi. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ nghe. Không phải chúng ta muốn chúng ta đến cái cuộc đời này bị quýnh, bị chửi. Nhưng mà chúng ta bị cái số phận này, nên chúng ta thấy rằng cái khổ của cõi đời này đối với chúng ta nó quá tàn nhẫn, đối với mình dữ dằn quá. Nên bây giờ mình phải đi về cực lạc thôi, đúng không? Nếu như mà họ gặp cái mặt mình mà nói em đẹp lắm, em rất là dễ thương, anh hứa với em không phải chỉ có đời này mà là đời đời kiếp kiếp, anh sẽ làm chồng của em. Mình nghe câu nói đó rồi mình đâu có chịu nổi cái tình cảm mà người ta dành cho mình như vậy. Mình cũng nói lại chứ. Anh nói như vậy, em cũng nói cho anh biết là em cũng nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ của anh. Các bạn thấy chưa? Nó trả lại. Tại vì sao? Vì nó quá thương mình. Nó quá thương mình, nó lo cho mình, nó dịu dàng với mình. Mà nó là một người chồng tuyệt vời, một người chồng số 1. Nó quá tình cảm với mình luôn. Thì sao mình thoát ra được đây? Thì bây giờ mình sắp sửa trả xong cái món nợ của cõi đời rồi. Nên nó lợi nó tán vô mặt mình. Bóp, bóp. Giọng vô mặt, vô cái lỗ mũi nghe nó chảy máu cam.
rồi nó còn chửi, nó dùng những lời đau lòng cho mình. Để làm chi? Nó đang xua đuổi mình đi đi, đi ra khỏi cõi trần này đi. Tình cảm của cõi trần này vì thương yêu mà không đi, nên bây giờ tao phải đánh mày để mày đi. Nên tất cả những bà mà bị chồng đánh toàn là những bà chuẩn bị về cực lạc không đó. Hiểu không? Còn tất cả những bà mà được chồng thương yêu, nâng niu chiều chuộng, coi chừng mấy bà không về. Mấy bà không chịu về, chừng nói chuyện vẫn chơi. Ồ, mấy bà bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên những đức nói ở thế gian này, nếu tất cả những người phụ nữ mà bị chồng bỏ, thì tôi nói rằng mấy bà là những con người chuẩn bị đi về cực lạc. Nhớ nghe tôi nói thòng lại một câu để tôi không bị dính nè. Tôi nói đây tôi không phải là tôi nói kêu mấy bà bỏ chồng mấy bà, mà tôi nói đây là tôi mở ra một con đường để cho những người phụ nữ bị chồng bỏ mà có nơi nương tựa. Đúng không? Bây giờ nếu như chúng ta không có điểm nương tựa của Phật Pháp mà chúng ta đi nương tựa thêm một thằng thằng ông nữa, thì chúng ta lại mang tiếng là có thêm một đời chồng nữa. Còn nếu chúng ta không vừa bụng mà chúng ta nương thêm một thằng đàn ông nữa, thì chúng ta lại mang tiếng là có ba đời chồng. Mà nếu con của mình nhìn mình, mẹ mình có ba đời chồng, hai đời chồng, thì con mình sẽ tâm trạng như thế nào đây? Tâm trạng mình sẽ như thế nào đây? Nên chồng mình bỏ mình quyết tâm niệm Phật về cực lạc. Và trong cái thời gian ở cõi này, mình nhiệt tình lo cho con đàng hoàng, là một người mẹ gương mẫu tuyệt vời. Về sau con mình không lớn, con mình vẫn nhắc rằng mẹ ngày xưa, ba bỏ mẹ lúc còn trẻ, mẹ vẫn ở vậy nuôi con. Mẹ tôi đẹp lắm. Nguyên một khoảng thời gian khi cha tôi bỏ mẹ tôi, bao nhiêu người đàn ông đã rình gặp bên cạnh mẹ tôi, săn đón mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đều không màng đến những lời nói ngọt dịu đó. Có nhiều người đàn ông cầm hoa đến để tặng hoa cho mẹ tôi. Có những người nói bao nhiêu lời hứa hẹn đối với mẹ tôi, mẹ tôi đều nói một câu rằng thôi được rồi, cuộc đời tôi đã quá đủ rồi. Tôi muốn từ đây, tôi muốn ở vậy nuôi con tôi đến hết cuộc đời. Tôi không phải là một người mẹ tốt đẹp gì, nhưng tôi muốn làm một người mẹ để nuôi con. Tôi không muốn con tôi có cha này cha nọ, mẹ này mẹ kia. Cuộc đời tôi chỉ có một người chồng, dù anh đã lỡ bỏ tôi, nhưng tôi vẫn sống như vậy. Vì con tôi sống như vậy, vì đời tôi giảng sanh tôi phải sống như vậy. Tôi muốn tìm niềm vui ở đâu? Ở cực lạc. Còn mấy bà nghe chưa? Bà nào bị chồng bỏ nghe chưa? Trời ơi, mấy cái người mà bị chồng bỏ mà nghe câu này, cái trong lòng người ta nói tàu ôn thầy ông giảng gì đâu mà mình thích gì đâu. Tự nhiên mình đang buồn ghê, bọn thầy ông cho mình con đường đi ngon ghê trời. Chồng bỏ là sắp sửa về cực lạc. Nhớ, tất cả những người bị chồng bỏ và bị vợ bỏ, bị người hắt hủi, là những con người này, là những con người mà Phật A Di Đà đang để ý tới. Ngộ như vậy. Tại vì sao? Vì vì đang đau khổ. Sự đau khổ của cõi đời này đến mức cực điểm, thì sự cứu độ của Phật A Di Đà cũng cực điểm. Nhớ nghe, sự cứu độ của Phật A Di Đà là đang cứu một con người đang khổ cực điểm, tâm từ bi cực điểm, cứu người đang khổ chìm nổi cực điểm. Mà quý vị chưa đến nỗi cực điểm là không nghe tịnh độ, mà quý vị đang bị bỏ rơi mà lại nghe tịnh độ. Nên những đức nói rằng những người bị bỏ rơi, những người đang khổ đau cung cực trong cõi đời là những người chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Chuẩn bị sẽ có người đến rước. Cho quý vị biết, quý vị hãy chuẩn bị đi, có người đến rước còn đẹp hơn ngày xưa người chồng rước. Thấy không? Người chồng đến rước thì đem mình về, trong cái lúc đám cưới thì bắt đầu là cụng ly đồ hô hà trăm năm hạnh phúc. Nhưng cái trăm năm hạnh phúc này rồi một ngày nào cũng xa nhau, đó chỉ là hư tình giả ý. Hiểu không? Nhưng Phật A Di Đà đến rước, quang minh phổ chiếu một bầu trời, sau lưng là bậc thượng thiện và Bồ Tát đi theo. Quan Âm cầm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí cầm kim đài trao đỡ rót. Trong một sát na lìa ngũ trược, phảnh tay co duỗi đã đến Liên Trì. Cái rước đó đó, cái rước đó đó là mà đặc biệt.
cái rước đó đó là cái người muốn về là bậc hướng hướng thượng. Còn cái rước của chồng rước là gì? Vui hả? Vui phải không? Hãy coi cái niềm vui đó đi, giống như hoa nở dội tàn vậy đó. Chuẩn bị anh đến rước, đêm đó em không ngủ, ngày mai em đi về, đêm đó em không ngủ. Đúng là khổ ghê vậy đó. Thấy không? Đêm đó, ngày đó anh chuẩn bị rước thì đêm đó em không ngủ. Ngày mai anh rước rồi, đêm đó em không ngủ. Phải không? Trời, cái này đúng kinh khủng quá. Đúng là khổ đau gì đâu mà kỳ cục. Vậy mà nói là vui. Hai đêm không ngủ rồi. Hai đêm không ngủ rồi, thấy chưa? Nó rồi đâu, ngày qua ngày tình cảm thì ban đầu thì bao nhiêu sự ước ác của tình cảm, thấy không? Nhưng khi nghe một nguồn tin em đã có mang thai thì người chồng lúc đó trong lòng nói rằng anh vui sướng vì anh đã sắp sửa làm cha rồi. Nhưng khi người vợ càng ngày bụng càng to ra, cổ dài như cổ con ngỗng thì lúc đó là sao? Thì người chồng nhìn, tại sao vợ mình xấu xí như vậy, cái bụng nó to như vậy, chán quá, 9 tháng 10 ngày không gần gũi được, chắc mình phải đi kiếm một con nhỏ khác. Thấy chưa? Phải là người ta chế ý không? Thấy không? Khi đẻ xong rồi, một thời gian sau gần gũi thấy vợ mình không được như ngày xưa, mình phải tìm cái mới lạ. Phải không? Cái vui không được bao nhiêu của cuộc đời, mà cái khổ đau thì quá nhiều của cuộc đời. Gọi là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Chết đi lại đi đọa tam đồ ác đạo, lập vào một gia đình, lo cho những đứa con về tương lai, tạo bao nhiêu cái nghiệp về tương lai. Muốn cắt một căn nhà, tạo bao nhiêu cái nghiệp để bồi đắp một căn nhà. Có được căn nhà rồi thì chấp nhất căn nhà. Vợ chồng sống bên nhau, không có tiền thì tình nghĩa vợ chồng, có tiền lại lo âu vợ mình thay lòng đổi dạ, chồng thay lòng đổi dạ. Khi sự nghiệp có rồi, tạo dựng cho con khôn lớn, cứ vợ gả chồng cho con. Khi con cái được cứ vợ gả chồng thì nó lại tạo ra một gia đình của nó. Khi tạo ra gia đình của nó thì nó lại tranh cạnh của cải của cha mẹ, chia chác cho nó không vừa lòng không vừa ý. Ta làm cha làm mẹ tiếp tục phải nặng nề khổ đau vì con. Rồi đến khi chia chác cho con xong hết, ta chỉ mong muốn những tuổi già của ta được nhìn con hạnh phúc, và những chuỗi ngày của tuổi già được sống bên cạnh con và cháu. Nhưng ta không ngờ là đứa con dâu của mình, nó là một đứa con dâu vô tình, vô nghĩa. Nó không thương ta, nó nói với con trai của ta, bà mẹ già khó tính lắm, bà mẹ già ở dơ, bà này mà có khỏi nhà thì nhà này mới sáng sủa. Thằng con trai lâu ngày nghe tức tối quá, một ngày kia đi làm gì thấy mẹ già bê tha, thằng con trai này tức tối quá, bà chết đi, bà già sao bà không chết, bà trong nhà này làm vợ chồng tôi cứ lục đục hoài. Người mẹ kia trong lòng khổ đau quá, thôi mình làm cha mẹ đã hy sinh gần hết cuộc đời mình cho con rồi, bây giờ không lẽ mình làm cho gia đình con mình xào xáo sao? Thôi mình phải tìm một nơi nào đó, một nơi nào đó để nương tựa tuổi già, dù mình có chết đi cũng vừa rồi, già rồi. Hy sinh của người làm cha làm mẹ, còn trẻ thì làm thắng cò đi lội lặn sớm hôm, tìm thóc tìm lúa về cho con. Tuổi già thì cò này không đi được nữa, thì cò này phải nằm đó mà chờ con cho miếng ăn. Nhưng con bữa vui thì cho ăn được vui, bữa buồn thì cho ăn cảm thấy đau lòng. Nên thân già khổ đau vô cùng. Một ngày nọ, có một người thấy bà già đáng thương quá, ngồi trên một chiếc võng đầu đưa, cặp mắt buồn vì sống với con mà đối xử tệ bạc. Trong lòng nghĩ rằng mình đã hết lòng vì con, vì sao con đối xử với mình như vậy? Buồn quá, nhà kế bên có người đi chùa hộ pháp. Đúng không? Dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt câu chuyện. Bắt đầu là sao? Bắt đầu nói với bà già, bà ơi, bà cứ ở nhà hoài, bà đi theo con về chùa hộ pháp tu chủ nhật cổng tu đi.
Bà nói: không có tiền cô à. Bà xin tiền con trai của bà, thôi bà không muốn làm phiền nó. Người Phật tử kia rất từ bi vì nghe ông thầy Đức giảng, hiểu được cái việc dẫn người ta đi tu là tốt. Nói với bà cụ yên tâm, bà cụ cứ đi tu đi, con bao tiền xe cho bà cụ đi. Lên trên đó không có cần cúng dường gì đâu, bà cụ cứ đi đi. Bà cụ nói cũng muốn đi lắm mà sợ mấy đứa con nó gầy, rồi nó không cho đi này kia đồ. Một hai lần cô này vẫn kêu, cuối cùng bà cụ quyết định đi thử một lần coi sao. Đi lên một lần thì nghe một buổi chia sẻ Phật Pháp, bà già cỡ mở bao nhiêu tâm tư buồn tuổi của cuộc đời, và bà cụ đã vui vẻ. Và bà cụ thấy rằng nơi đây là nơi gia đình của mình mà có thể tuổi già được nương náu và tương lai được sanh về cực lạc đây. Nên bà già từ từ bà đi đến đây, được tặng một chiếc máy nghe Pháp V52. Về bà ngồi trên võng bà nghe, không còn buồn như ngày xưa đầu đưa mà bực bội khó chịu. Bà nghe những lời giảng, những cái cười, những niềm vui cỡ mở tâm tư bà. Từ đó về sau vui vẻ, bà nuôi một cái tâm phải đi về chùa. Và cuối cùng bà đã buông xuống hết tất cả để quyết tâm về chùa niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không? Cuộc đời con người quý vị thấy vậy, diễn ra một cái bức tranh mà gọi là mới bước vào mới nhìn thì thấy đẹp, nhưng bước vào càng đi vào thì càng thấy đúng là bức tranh này đến mức bế tắc cuộc đời nhiều lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói, cuộc đời này như một bức tranh nhìn thấy tưởng đẹp lắm, thật sự bước vào đi rồi biết. Nên nhiều đứa nhỏ, người trẻ bây giờ họ cứ cho rằng cái tình cảm là một bức tranh gì đó nó đẹp lắm, nhưng thật sự bước vào rồi mới biết. Phải không mấy cô? Nghe rồi thấy thấm thiết cõi lòng không? Không thấy chưa? Quý vị thấy vui thì ít mà khổ thì nhiều đúng không? Vậy thì bây giờ có người mở ra một con đường cho mình rồi. Nó nên tất cả những người khổ đau cỡ nào đi chăng nữa mà nghe được một pháp là tuyệt vời quá. Đúng là cái buổi chia sẻ này nó hứng thú vô cùng. 10:25. Gần 2 tiếng đồng hồ. Đúng không? Thôi bây giờ chúng ta tới đây tạm dừng. Hẹn chủ nhật tuần sau gặp lại. Không? Nhớ nghe chương trình khiếm thị. Chương trình khiếm thị kỳ này, tất cả những người có tiền bạc đi đến đây cho người khiếm thị. Những người đại gia đồ đó mà nghe được thì báo tin cho họ biết. Báo tin cho đại gia đó, cầm tiền nó tự cho đi. Đâu có đưa cho mình đâu mình sợ. Nó tự đổi tiền cho đi đúng không? Tôi cho riêng của tôi à. Đó, vậy đó thì đặc biệt quá quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Hai giây đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nên ở đây những ngày chủ nhật cộng tu là những ngày mà chúng ta đến đây để tu phước tu duyên đặc biệt lắm. Thí dụ như nghe pháp xong lễ Phật, đây là một cái đại chúng mấy ngàn người để chúng ta tu, gọi là đức chúng như biển cả mênh mông. Nên cái người phước kém nhất ở trong đây vẫn là tu phước nhanh nhất, thù thắng nhất. Thí dụ như gia đình mình làm đám giỗ cho ông bà cha mẹ mình, dù làm lớn cỡ nào nhưng không thể nào có một cái lượng người tu như vậy đâu. Nhưng mà cái cúng là cái quan trọng ngay cái chỗ là nghe pháp thông tâm, niệm Phật, lễ Phật của đại chúng. Khi cúng nó có một cái kết quả rất là lớn là nhờ quay lực tam bảo gia hộ. Thì phải nhớ rằng là khi chúng ta cúng cho chư hương linh là chư hương linh là hưởng được cái từ trường tốt, cảm được bổ nguyện, được Phật quang phổ chiếu, tam bảo gia trì, thì chư hương linh được lợi ích lớn dữ lắm. Hôm nay những đức kêu mấy cô mua sữa đồ thêm, mỗi tuần chủ nhật mua thêm 500.000 sữa đồ này kia. Tại vì những đức biết rằng là người sống chúng ta mà lâu lâu mình mời người ta đồ ăn ngon, người ta vẫn vui lắm quý vị. Tại vì cái tâm mình quý người ta, mình mời người ta, mình đãi người ta đàng hoàng, người ta vui lắm. Như bản thân những đức cũng vậy thôi. Ai mời những đức đi đâu mà đãi những đức ăn ngon ngon, những đức phái lắm. Về nhắc hoài, đến nhà chị ba cò đãi ngon ghê. Thấy không? Nên từ đó về nhắc hoài vậy đó. Thì bây giờ mình về đây mình tu, rồi những người mang nghiệp pháp hay cũng đi về đây,
chư hương linh cũng về đây, và ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình chết chưa siêu thoát có khi cũng theo mình về đây. Từ nơi đó mà bây giờ mình đãi ngon ngon chút thì người ta cũng thích lắm á. Rồi ngày nay mình nói chuyện vui, người ta nghe người ta vui, người ta thích. Nên từ nơi đó khi thích rồi là người ta tiếp nhận Phật Pháp. Nên nhiều người mang nghiệp phá thai, cái nghiệp này đáng sợ lắm, nguy hiểm lắm. Chỉ có cái quay thần của đại chúng tu hành gì mới chuyển được cái nghiệp này thôi. Còn nếu như cái nghiệp này mà không quá giải của đời này là chắc chắn cần tới nghiệp quý vị là kẹt lắm. Như lúc trước những đức biết một vị này là thượng tọa đó, tu đến thượng tọa. Nhưng mà trước khi tu, chưa tu là thượng tọa có gia đình, vợ từng phá thai 2 lần. Vậy mà sau này khi hộ niệm cho thượng tọa gần chết á, thì lúc bình thường niệm ngọc Phật rất là ngon, khi gần chết tự nhiên cái miệng ú ớ niệm được. Thì đến khai thị hỏi rằng, ủa sao thượng tọa không niệm Phật được? Ông nói rằng là có 4 cái tay bụm miệng ông lại. Thì lúc đó hỏi, ủa trước khi đi tu thượng tọa có gia đình hay không? Có. Vợ có phá thai đúng không? Có, 2 lần. 2 đứa 4 cái bàn tay bụm miệng thượng tọa không cho niệm Phật. Ghê chưa? Tu tới thượng tọa rồi đó cho quý vị biết á. Tại vì á, con người ham sống sợ chết, khi bị giết là sự oán hận và báo thù cực kỳ mạnh, là do mình giết người ta. Khi người ta muốn ra đời mình giết người ta, mình không cho người ta ra đời. Nên cái nghiệp phá thai á, người ta đến báo ơn giết thì thành báo oán, mà người ta đến đòi nợ giết thì nợ chắc chồng. Nên á, cái nợ này là chờ đâu? Chờ cái lúc mà khi mà phước chúng ta giảm là nó đến, nó xử lý chúng ta cận tử nghiệp. Từ vợ chồng đều dính hết. Nên chỉ có cái công đức niệm Phật mới hóa giải được cái nghiệp này. Nên quý vị về đây mà tu gì nè, rồi nghe gì nè, rồi hương linh thai nhi người ta nghe bổ nguyện rồi. Bây giờ quan gia nên giải, đừng kết nữa. Hóa giải cái nghiệp quan gia đi, để chúng ta nương vào bổ nguyện để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn nếu như đeo theo đòi nợ hoài vậy thì chắc chắn rằng là nghiệp này nó đọa lạc tam đồ, không có ngày ra. Nó nên từ nơi đó mà cái công đức mà tu của nguyên ngày hôm nay chúng ta cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và huyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử và chúng sanh khắp nơi nơi đều được hưởng cái công đức này mà thân tâm thường an lạc, đều nghe được tịnh độ và nhờ cái phước đức đó mà tin tịnh độ và tu và cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ. Nguyện cho tất cả chúng sanh chưa được siêu thoát nghe được bổ nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngạ kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tử cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự ngũ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, tam bà và việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng.
Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh ngộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cối xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật. 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 Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chùa mình mỗi tuần có các cháu nhỏ về rất là đông. Từ từ nó hình thành một cái đạo tràng nhí để mà nghe pháp và tu một cái chánh điện nhỏ. Các cháu rất là có thiện căn. Thí dụ như con mình đi đến đây mà nó sau này nó sẽ bắt hiếu với mình. Nhưng từ khi còn nhỏ mà nó nghe được Phật pháp sớm, nó tu thì nó chuyển cái nghiệp bắt hiếu mà nó có hiếu. Thí dụ như nó bắt hiếu thì sau này nó cũng khổ cuộc đời. Nên từ nơi nhờ tu mà nó chuyển cái nghiệp, nó trở thành có hiếu với mình. Và tất cả chúng ta đều nghe đạo thì trưởng dưỡng lòng từ, mình phát tâm ăn chay trường mà mình còn phóng sanh. Nên từ khi biết Phật pháp tới giờ mình đâu có dám mua thuốc diệt chuột hay là xịt ruồi mũi kiến gián, mình không dám giết nữa. Vì Phật dạy tứ sanh phụ mẫu mà, tất cả con vật đều muốn sống và nó không bao giờ muốn chết. Nên chúng ta nghe học pháp rồi chúng ta không có sát sanh mà còn phóng sanh, còn ăn chay trường. Nên hôm nay tất cả quý vị bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này phóng sanh. Chúng ta mua các con chim này phóng sanh đó là tài thí. Từ cái phước duyên đó mà sanh cái nơi nào mình cũng có phước. Và bây giờ chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Mình tu pháp thí thì sanh cái nơi nào cũng được thông minh và trí tuệ. Và chúng ta thả những con chim này giống như nó đang ở tù, như mình đang ở tù mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm. Như những con chim này khi mình thả nó mừng, nó bay, nó mừng dữ lắm. Từ nơi đó mà mình tu hạnh vô ý thí, mình được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên tất cả chúng ta đều tu cái nhân thiện thì được cái quả thiện. Nên mình thương tất cả mọi người thì mọi người thương mình. Mình nghĩ cái thiện với người ta thì tâm mình sẽ an. Từ nơi đó cái công đức phóng sanh giúp cho mình an lạc và vui dữ lắm. Nên tất cả những con chim này khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng khi thả ra, nên ở trong chùa nghe được danh hiệu Phật. Và khi bỏ thân này nên hướng về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.